Trong phần này mình sẽ nói về vật liệu và ánh sáng. Thì trong một file 3D, bất kỳ bạn làm ở phần mềm nào cũng vậy, đều phải có ánh sáng và vật liệu. Thì khi mà chúng ta xuất hình ra, chúng ta mới có thể là nhìn được những gì mà chúng ta làm. Cũng giống như là một chiếc máy ảnh, khi các bạn mua máy ảnh về các bạn chụp hình, thì cái quá trình mà các bạn chụp hình là ghi lại những cảnh vật xung quanh các bạn mà các bạn có thể nhìn bằng mắt. Thì để nhìn được bất kỳ một cái gì thì cũng đều phải có ánh sáng chiếu vào nó. Sau đó từ cái vật thể đó mới chiếu lại mắt của chúng ta thì chúng ta mới có thể nhìn được. Thì ở đây mình sẽ quay lại cái video cũ, là cái video về chiếc tai nghe. Thì như các bạn thấy là chiếc tai nghe này nó có màu sắc, đúng không? Mà cảnh vật xung quanh cũng có cái môi trường. Và ở đây á, thì chiếc tai nghe này nếu như zoom lại kỹ á, thì nó có những cái đường vân của cái da bọc lại. Thì đây là cái cách mà mình mô phỏng lại cái vật liệu là vật liệu da. Thì ở bên trong thì còn là một miếng nhựa chẳng hạn như vậy. Thì làm sao có thể làm được điều này? Thì trong bài giảng này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu và làm ánh sáng. Các bạn có thể thấy là khi ánh sáng chiếu vào chiếc tai nghe thì nó cũng hơi bóng bóng ở chỗ này, đúng không ạ? Đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Nhưng trước tiên thì mình sẽ nói về phần render trước. Thì như mình cũng đã nói là render là một quá trình coi như là chúng ta ghi lại những gì mà cái file 3D của chúng ta đang làm, giống như là chúng ta chụp hình vậy. Thì cái thuật ngữ render thì nó cũng khá giống với thuật ngữ là in đó các bạn, print ấy. Đó. Và trong 3D Max chúng ta có khá là nhiều cái phần cái gọi là cái renderer, nghĩa là cái phần mềm render, công cụ để chúng ta render ấy. Thì mặc định khi các bạn cài mask thì nó sẽ có là Quicksilver, ART renderer, Scanline renderer, VUE file renderer, Arknone. Thì những phần mềm này, những cái gọi là bộ công cụ render này á, thì mỗi cái nó đều có những cái tính năng đặc biệt của nó. Và mình thì trong nội dung khóa học này, mình sẽ muốn các bạn coi như là cài một cái bộ render, coi như là một cái render engine khác tên gọi là V-Ray. Trong nội dung bài giảng này thì nó có tên là V-Ray. Thì tại sao lại như vậy? Thì bây giờ mình sẽ giải thích. Thì trong hiện tại trên thế giới, người ta sử dụng khá là nhiều cái phần mềm để render. Thì trong đó V-Ray là một trong số đó. Hiện tại có 3 ông lớn, gọi là 3 công ty lớn, là Chaos Group, trong đó V-Ray là công ty con. Thứ hai là Corona, là một phần mà là một cái gọi là một phần mềm để render cũng khá là nổi tiếng. Thứ ba là Redshift. Thì ở đây á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn trước về V-Ray và Corona trước. Thì V-Ray và Corona là sử dụng render bằng chip CPU. Có nghĩa là khi các bạn mua một chiếc máy về để làm việc thì cái con chip của các bạn á, thì nó được những cái phần mềm này sử dụng để render. Còn riêng với lại Redshift, đây ví dụ như Redshift mà mình cũng có cài Redshift đây, Redshift renderer, thì nó được sử dụng để tối ưu hóa cái card màn hình của các bạn. Có nghĩa là nó render sử dụng dựa trên nền là GPU. Thì mình giới thiệu cho các bạn ba cái bộ render này là tùy thuộc vào cái tài chính của các bạn và cái cấu hình máy của các bạn. Nếu như máy của các bạn được xây dựng
mạnh về CPU thì mình khuyên các bạn nên sử dụng V-Ray và Corona. Còn nếu như mà các bạn mà xây dựng một chiếc máy để làm đồ họa mà các bạn đầu tư rất nhiều vào card màn hình thì các bạn nên sử dụng Redshift. Thì cả ba cái phần mềm render này so với những cái phần mềm như là Arnold với lại ART thì nó mình không có so sánh cái nào hơn cái nào cả, bởi vì mỗi cái nó có đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu của nó. Ví dụ như trong trường hợp như là V-Ray chẳng hạn thì điểm yếu của nó rõ ràng là nó không thể nào mà sử dụng được card màn hình để render một cách đẹp nhất được, thì đó là những cái giới hạn của nó thôi. Còn về cách sử dụng cũng giống như là ngôn ngữ vậy, cùng là để diễn đạt một ý nào đó, nhưng mà người Việt Nam sẽ nói khác, còn người Nhật Bản sẽ nói khác và người Anh sẽ nói khác. Thì đây cũng giống như những cái ngôn ngữ của họ, mỗi công ty nó đều có cái cách để họ coi như là diễn đạt cái bức hình của họ như thế nào thôi. Thì do mình làm quen với lại V-Ray nhiều thì mình sẽ nói về V-Ray trước. Còn Corona thì cũng tương tự như vậy thôi. Và Redshift thì riêng về card màn hình thì mình sẽ nói sau. Mình sẽ tạm thời tắt hai cái là Corona với lại Redshift đi và mình sẽ tập trung nói về V-Ray. Thì các bạn có thể lên trang web Chaos Group để tải V-Ray về. Các bạn có thể sử dụng nó miễn phí hoặc mua nó với giá là 1.000 đô. Thì như các bạn thấy ở đây là các công trình lớn, những cái bức, những hoặc thậm chí là bây giờ khi mà người ta render phim á, phim mà các bạn chiếu rạp á, thì có những bộ phim sử dụng V-Ray để render. Đấy, một bộ công cụ để render. Thì nó có những cái tính năng mà các bạn có thể lên trang web để các bạn coi như là học tìm hiểu về cái phần mềm này. Thì mình cũng sẽ nói sơ qua luôn cho các bạn coi như là bước vào cái môi trường làm việc 3D thì cũng cần phải biết render là gì. Ok, thì mình đi thẳng vào bài giảng luôn. Thì như các bạn thấy thì chiếc tai nghe này mình sử dụng V-Ray để render. Thì trước tiên là chúng ta sẽ tạo ra một cái vật liệu, một cái lọc vật liệu mẫu. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái khối box như thế này. Đây. Và khối box này hiện tại nó chỉ có một cái màu gọi là màu mặc định của mask thôi. Tức là một cái mình tạo ra một cái gì đó thì nó sẽ có một cái màu đó. Đấy. Màu xanh chẳng hạn, như đây là màu xanh này. Đó. Thì đây không phải là vật liệu của object này. Nó không phải gọi là vật liệu được, mà nó chỉ gọi là color thôi, là màu sắc thôi. Thì khi các bạn muốn add một cái vật liệu nào đó vào object của các bạn sẽ bật cái bảng Material Editor lên. Đây, cái bảng Material Editor nó là cái bảng này. Thì mình sẽ hạ tất, mình sẽ ấn dấu trừ ở đây hết cho các bạn có thể hình dung. Ok. Thì cái giao diện của cái Material Editor này nó có hai giao diện các bạn. Đây là cái giao diện mới, nó tên gọi là Slate Material Editor. Cái giao diện mà cũ á, nếu mà các bạn thấy có ai mà xài cái Compact Material Editor này, tức là nó cũ lắm rồi. Nó cũ thì chắc cũng chừng gần 10 năm rồi. Đấy, gần 10 năm rồi. Thì các bạn có thấy cái giao diện này là cái giao diện cũ. Thì mình khuyên các bạn là nên thôi cập nhật cái giao diện mới này để học luôn. Đấy. Thì bên tay trái của chúng ta cái này là cái phần để chúng ta áp vật liệu. Có nghĩa là cái vật liệu của chúng ta sẽ nằm ở đây và chúng ta sẽ lôi nó ra vào cái màn hình gọi là cái màn hình view ở đây. Đây, ví dụ như chúng ta đang sử dụng V-Ray thì vật liệu material thì chúng ta sẽ chọn V-Ray. Và map ở đây có một cái khái niệm gọi là map. Thế map nghĩa là gì?
Đối với một bức hình mà chúng ta chụp thì chúng ta gọi là picture, tiếng Anh gọi là picture. Đối với một tờ giấy mà chúng ta lấy bút chúng ta vẽ lên thì chúng ta gọi là paper. Nhưng mà trong body mass nó có hai thuật ngữ để ám chỉ cái giống như là picture với lại paper vậy á, thì nó là mark và tester. Cái chữ tester đấy nó có nghĩa nó có giống như thế này, tester đây, thì mark với lại tester nó có chung một nghĩa với nhau đấy, nó có chung một nghĩa với nhau. Thì bây giờ thì mỗi nơi mỗi gọi một kiểu thôi. Thì bây giờ trong map này đấy thì các bạn cũng có thể thông qua những gì mà mình nói có thể hình dung map là gì rồi đúng không ạ? Là những bức hình hoặc là những cái mà các bạn vẽ ra trên Photoshop. Ví dụ như thế này. Đấy, một cái màu trắng lòi ra thế này mà với màu đen ăn vô thế này. Nhìn những cái này á thì được gọi là map. Vậy thôi. Đó là danh từ riêng ở bên trong cái lĩnh vực đồ họa này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp một cái vật liệu cụ thể. Thì ở đây á, khi các bạn sổ ra cái V-Ray á, các bạn sẽ thấy có khá là nhiều vật liệu cho các bạn chọn. Thứ nhất là vật liệu hai mặt. Cái vật liệu này là được sử dụng nhiều cho làm cái lá cây á, hoặc là một cái đèn mà bọc vải á. Thế đó, hoặc là vải, các bạn có thể sử dụng cái vật liệu kiểu này. Thì các bạn có thể thấy ở đây là có chữ carbon đúng không ạ? Thì cái vật liệu này được sử dụng để các bạn làm ô tô là đẹp nhất. Đấy, người ta cũng phân ra dùng cho các bạn. Thì vật liệu tiếp theo là fast SSS. Thì cái vật liệu này nó khá là giống với lại da người vậy á. Thì nó với lại skin ở dưới này này, nó cũng tương đối giống nhau. Có nghĩa là nó có một cái lớp gọi là lớp thượng bì, trung bì và hạ bì. Đó. Thì khi mà ánh sáng chiếu vào á thì cái bề mặt nó màu khác và bên trong nó màu khác và bên đằng sâu bên trong nữa nó sẽ có một cái màu khác nữa. Đấy, thì nó có rất là kiểu vật liệu này nó khá là hay. Vật liệu về tóc, nếu các bạn nào mà làm phim mà nó có cái tóc hoặc lông hoặc cái gì đấy thì ở đây nó cũng có vật liệu luôn, khá là nhiều vật liệu ở đây cho các bạn chọn. Tuy nhiên có một loại vật liệu và là vật liệu chung nhất mà có thể coi như là dễ tiếp cận nhất, coi như là có thể làm được đa số những vật liệu khác nhưng mà không phải là tất cả, thì khoảng đâu trên một nửa thôi, thì nó tên là V-Ray Material. Đây, V-Ray Material, đọc cái tên như thế này, V-Ray Material. Thì trong cái bảng này á, mình sẽ nói cho các bạn một số khái niệm như là diffuse mask là gì, reflect, refract, bump, displacement và opacity và cell illumination. Thì còn những cái khác thì mình sẽ nói trong những cái bài giảng về vật liệu cụ thể sau. Còn nội dung để làm cái tai nghe thì nó không có gì phức tạp cả nên nó cũng cần khá là ít. Thì bây giờ vật liệu của chúng ta đã có, vật thể của chúng ta cũng có. Vậy thì cách nào để đưa vào nè? Đây chính là rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhấn vào cái nút tròn này và các bạn kéo thả vào đây thôi. Như các bạn thấy thao tác của mình là cầm, nhấn, giữ, kéo, thả. Hoặc cách thứ hai là các bạn có thấy cái nút gọi là Assign Material to Selection, có nghĩa là áp vật liệu vào vật được chọn. Ví dụ như bây giờ mình đổi cái màu đi, cái diffuse á, cái màu á là màu xanh như thế này. Đấy. Bây giờ mình nhấn Shift. Mình copy cái vật liệu này ra. Mình chọn nó. Cái này mình nhấn double click vào.
các bạn phải double click nhé. Đấy, ví dụ như mình chọn cái này là màu tím đi, thì các bạn hoặc có thể sử dụng cái nút đây size đấy là các bạn có thể áp được vật liệu. Cách thứ ba là các bạn double click vào đây, sau đó các bạn nhấn chữ A. Tất nhiên là các bạn phải chọn rồi nhé, các bạn phải chọn vật liệu vật thể của các bạn nhé. Nhấn chữ A thì nó cũng tương đương là áp vật liệu. Thì có ba cách như vậy thôi, thì các bạn chọn cách nào cũng được. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ render thử, coi như là chúng ta sẽ xuất hình thử cái khối box này xem nó có như thế nào không. Và mình đảm bảo là nó sẽ chẳng có cái gì cả. Bây giờ mình sẽ render nhé. Render. Khoan đã, ok khoan đã. Mình sẽ đưa về mặc định. Mình liền. Ok. Ok, bây giờ mình đang render một bức hình ở trên màn hình viewport. Nhưng mà rõ ràng là các bạn không thấy gì đúng không ạ? Còn hồi nãy các bạn thấy là do mình quá trình mình chuẩn bị bài giảng nó vẫn còn thừa những cái cũ á. Mình xin lỗi. Ok, các bạn không thấy gì bởi đơn giản là các bạn không có ánh sáng. Bây giờ chúng ta phải thêm ánh sáng vào thì nó mới chiếu vào vật thể và sau đó nó mới bật vào mắt của chúng ta đúng không ạ? Mà cụ thể là cái viewport của chúng ta. Viewport của chúng ta bây giờ là con mắt của chúng ta đó. Rồi, ở trong phần mà create nó có cái mục, cái bảng tên là light, là đèn á. Các bạn nhấn vào đó và trong đây á mặc định á sẽ là photometric. Và chúng ta thì đã cài V-Ray rồi nên chúng ta sẽ sử dụng V-Ray. Các bạn nếu mà không cài V-Ray các bạn có thể xài cái photometric cũng được, không sao cả. Ở đây mình chỉ nói cho các bạn về những cái từ, những thuật ngữ thôi. Mà các bạn khi biết rồi các bạn đi bất kỳ một cái phần mềm render nào các bạn cũng có thể sử dụng được. Mình chọn V-Ray Line. Ok, V-Ray Line. Mình sẽ kéo thả một cái đèn. Cái đèn hình chữ nhật đây. Mình đang chiếu vào nó. Chiếu nó vào nó như thế này. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ render thử. Như các bạn thấy là rõ ràng là cái hộp của chúng ta là đã có màu sắc rồi. Bởi vì ánh sáng đã chiếu vào cái hộp mà cái hộp đó có ánh sáng nó chiếu ngược vào viewport của chúng ta. Và chúng ta có thể nhìn thấy. Ok, chúng ta stop. Ở đây các bạn cũng có thể sử dụng cái gọi là interactive rendering. Có nghĩa là nó sẽ render coi như là render theo thời gian thực luôn. Có nghĩa là chúng ta thao tác gì ở trên viewport là trong quá trình render nó sẽ thay đổi luôn. Ví dụ như bây giờ mình nhấn vào đây. Các bạn thấy. Thì bây giờ nếu như mà mình thay đổi đấy, mình thay đổi trên viewport kể cả thao tác chuột thì nó cũng thay đổi theo. Ok. Thì ở đây cái đèn của chúng ta phải tắt cái chế độ là chúng ta phải bật cái chế độ vô hình lên. Ở trong modify bạn vào phần option, các bạn bật phần invisible lên. Đấy, bật invisible này là nó sẽ có cái đèn. Tắt invisible đi, nó sẽ không có xuất hiện cái đèn nữa nhưng mà nó vẫn phát sáng cho các bạn. Ok, đó là phần coi như là phần ánh sáng. Thì ở phần ánh sáng này á chúng ta sẽ đi tiếp là nó có khá là nhiều kiểu ánh sáng cho các bạn. Blend, dome, sphere, disk và mesh. Ở cái mesh này á thì mình sẽ nói luôn là ví dụ như các bạn mà chọn vẽ một cái ấm trà đây chẳng hạn, sau đó rồi các bạn chọn mesh ở đây á, cái phần mà mesh line á, các bạn chỉ cần pick cái mesh này. Ví dụ như ở đây nhé, mình sẽ tạo ra một cái ấm trà nhé, mini thế này đấy.
mình chọn cái này đèn này, sau đó là mình chọn cái phần tích mask này, chọn vào cái ấm trà thì ngay lập tức cái ấm trà nó trở thành cái đèn luôn đấy. Cái ấm trà bây giờ trở thành cái đèn luôn, mà cái biên dạng của nó phát sáng là tứ phía luôn á, có nghĩa là 360 độ trong không gian đó, thì sẽ là từ cái ấm trà này. Nhưng mà nó sẽ khác với cái kiểu coi như là các bạn đặt một cái đèn vào trong cái ấm trà, xong rồi cái đèn nó phát sáng vào cái ấm trà, cái ấm trà nó phát sáng, rồi cái ấm trà nó lại tiếp tục nó phát sáng ra những cái vật thể xung quanh nó nữa, thì nó lại một dạng khác. Cái dạng này á là các bạn biến cái ấm trà thành cái đèn, tức có nghĩa là hãy hình dung cái ấm trà này nó là một cái vật liệu thủy tinh và bên trong nó có một cái sợi dây tóc đấy, thì hình dạng của nó là như vậy. Nó khác với cái việc coi như là các bạn đặt một cái đèn vào cái ấm trà nhé. Thì mình sẽ nói sơ về cái đèn thôi, và chỉ có nhiêu đây thôi, cũng không có gì phức tạp đâu. Còn những cái thông số ở bên này này thì mình đi sâu vào animation mà liên quan đến phần vật liệu ánh sáng, mình sẽ nói cụ thể hơn, chi tiết hơn, và nói cho các bạn là khi các bạn gặp lỗi gì và nó nằm ở đâu luôn. Cái đó là trong cái chuyên mục coi như là animation nâng cao. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái ấm trà này nó phát ra yếu quá đúng không ạ? Thì chúng ta có thể coi như là tăng cái multiplier này lên, multiplier số này nó tương đương với cường độ đó các bạn, mình tăng khoảng 100, như các bạn thấy là nó sáng hơn rất nhiều. Mình tăng khoảng 1.000 đấy. Có vẻ như nó vẫn còn hơi yếu nhỉ. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái đèn mẫu lại. Relay Sphere. Ok. Option Invisible. Đấy, thì các bạn coi như là có thể tăng cái cường độ của cái đèn này lên. Hoặc bây giờ mình để một đi, nó cũng khá là yếu nè các bạn. Khá là yếu. Còn đây là gọi là cái radius, là cái bán kính để nó phát sáng. Nếu như các bạn để cho nó chạm vào vật thể thì cái chỗ đó nó bằng không, có nghĩa là từ đây nó từ những cái radius này nó mới phát sáng lên các bạn, còn bên trong cái radius này nó sẽ không phát sáng. Vậy các bạn hết sức chú ý. Ok, xong đến phần ánh sáng của đèn. Bây giờ như các bạn hồi nãy cũng thấy là có một cái gì đó nó xung quanh cái vật thể của chúng ta đúng không ạ? Thì bây giờ trong cái có một loại ánh sáng nữa gọi là ánh sáng môi trường. Như các bạn thấy là ở đây có mây này, đây có cỏ núi này, thì cái môi trường này nó cũng sẽ tạo ra ánh sáng luôn, và nó sẽ tác động lên vật thể của chúng ta. Ánh sáng đó chúng ta lấy từ trong cái rendering phần environment. Environment các bạn chọn non ở đây nhé, trong cái bảng cái bảng là common parameter ấy, bạn chọn none, xong rồi các bạn chọn V-Ray, sau đó các bạn chọn coi như là V-Ray HDRI đây, đây HDRI, rồi các bạn vào trong cái material editor, bật cái bảng này lên.
Bạn cầm kéo thả vào trong cái màn hình của chúng ta và chọn Instant nhé. Thì khi mà các bạn chỉnh ở trong đây á, thì trong này nó cũng thay đổi luôn. Ok. Thì các bạn một cái chữ HDRI này, nếu như các bạn nào mà sử dụng những cái điện thoại hoặc là những cái máy chụp hình á mà nó có cái tính năng là HDRI á, thì các bạn sẽ hiểu là nó sẽ sáng hơn. Nó sẽ sáng hơn tất cả những cái điện thoại nào mà nó không có cái chế độ HDRI. Có nghĩa là ánh sáng môi trường á thì nó sẽ tác động lên cái camera của chúng ta. Nó tác động lên cái cảm biến của chúng ta. Và có một cái thực tế là những cái điện thoại hoặc là những cái máy ảnh mà có tính năng HDRI chụp vào ban đêm rất rất là tốt. Mắt người của chúng ta nó có khả năng lưu sáng các bạn. Cho dù các bạn vào ban đêm đi chăng nữa, trời tối rất tối nhưng mà chỉ có một cái nguồn sáng nhỏ nhỏ thôi là các bạn cũng có thể nhận biết được xung quanh các bạn là có những cái đồ vật gì. Chỉ cần một chút xíu thôi. Nhưng mà đối với những cái điện thoại và máy ảnh á, hoặc là máy quay á, mà nó không có HDRI á, thì nó không có khả năng lưu sáng vào những cái cảm biến đó. Đấy. Nó tương đương với lại lưu sáng vào trong những cái giác mạc mình chúng ta vậy á. Thì nó sẽ rất là tối và nó sẽ không có thực. Thì HDRI của nó là một cái dạng HDRI. Đây. HDRI. HDRI mình sẽ gõ chữ HDRI là gì? Là gì? Thì các bạn có thể tìm hiểu nó khá là nhiều những cái coi như là những cái định nghĩa về HDRI cho các bạn. Đấy. Thì mình sẽ nói một cách đơn giản như thế này. Có nghĩa là sẽ có một cái khối cầu, cái map HDRI mà trong 3D nhé, nó sẽ là những một cái khối cầu ảo như thế này. Đấy. Vật thể của chúng ta sẽ nằm ở bên trong cái khối cầu này. Các bạn có thể hình dung không ạ? Giờ mình sẽ nâng cái radius này lên. Đây. Thì đây giống như là một cái bầu trời của chúng ta vậy á. Đấy, chúng ta đang nằm ở trong cái khối cầu vậy này. Thì cái map HDRI á, là một cái khối cầu ảo ở trong 3D Max hoặc là những phần mềm 3D khác cũng có như vậy. Nó sẽ có một cái map gọi là cái map HDRI, nó áp lên cái vật thể ảo này. Như là cái map bầu trời ở trong đây nè. Đấy, là thực ra nó là một cái khối cầu thôi. Nó là một cái khối cầu và nó có cái map này. Các bạn mà lên tập tìm hình ảnh á thì cái map HDRI nó sẽ có cái dạng giống như thế này. Nó cong cong, nó méo méo như thế này nè. Thì trong 3D á, một cái hình chữ nhật mà nó cong cong méo méo này, khi mà nó được ráp lại, nó ráp lại thành một cái khối cầu á, thì những cái này nó sẽ tự động nó thẳng lại. Giống như thế này nè. Đấy, nó sẽ tự động nó thẳng lại thôi. Chứ nó không sẽ không còn cong nữa. Đấy là những cái map HDRI mà các bạn chỉ cần nhìn nó có cái kiểu như thế này á là các bạn có thể coi như có thể tải về và sử dụng được. Và cái đuôi mà map HDRI á mà các bạn lên mạng các bạn tải á, các bạn hãy chú ý đó là nó phải có cái đuôi HDR. Đây nè, chấm HDR nè thì các bạn mới tải được. Và các bạn có mới có thể sử dụng được. Còn nếu như các bạn mà tải những cái map HDRI mà nó không có cái đuôi này mà nó có cái đuôi đuôi như là JPEG hoặc là PNG hoặc là TIFF hoặc là Photoshop chẳng hạn thì hoàn toàn các bạn không thể sử dụng được. Bởi vì trong mask nó khá là phân biệt rõ ràng là thế nào gọi là map HDRI còn thế nào là map thường. Đấy, hãy chú ý. Còn cái nguồn á, cái nguồn mà để coi như tải cái map HDRI hiện tại mà mình cảm thấy coi như là tốt nhất hiện nay á thì các bạn có thể lên cái trang web gọi là HDRI Haven. Thì
Đây là một cái website do một cái ông đây, cái ông này khá là coi như là tốt bụng, ông ta cho free luôn tất cả những cái map HDRI mà ông ta đi xung quanh thế giới mà ông ta chụp, và ông ta sẽ hứa coi như là sẽ miễn phí hoàn toàn open source cái website này nếu như mà ông ta đạt được 2.000 đô trở lên. Phải là một người rất là hào phóng phải không ạ? Và các bạn có thể coi như là đóng góp tiền vào đây nếu như mà các bạn coi như là ủng hộ ổng. Thì hiện tại những cái map ở đây các bạn có thể tải về miễn phí luôn, now completely free đấy. Và rất nhiều nhé các bạn, rất rất là nhiều coi như là map HDR đấy. Ví dụ như cái file mà 3D á, mà ví dụ như nói về cái chiếc xe này đi, phải nói là nó render rất là thật luôn. Một phần á là do chiếc xe này được làm vật liệu nó đẹp, phần thứ hai á là ánh sáng môi trường xung quanh nó tác động vào cái xe này nên các bạn nhìn nó thật, có nghĩa là nó có rất là nhiều yếu tố, trong đó có map HDRI đấy. Thì cái lợi thế mà của cái V-Ray á là cái map HDRI này nó được hỗ trợ coi như là rất là nhiều, mà mình cảm thấy coi như là khá là ưng ý. Sau khi dùng khá là nhiều cái phần mềm render thì mình cảm thấy HDRI của V-Ray khiến cho mình rất là tâm đắc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ double click vào cái map HDRI ở đây. Chúng ta sẽ chọn một cái chúng ta tải về. Ví dụ như ở đây là có cái map này, là cái map mà mình sử dụng để làm cái video này này. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay lại mình sử dụng cái map này luôn. Mình open nó. Open. Rồi. Hiện tại cái map này á nó sẽ render ra nó bị lỗi này các bạn. Đấy, mình vừa mới áp và nó bị lỗi. Thì các bạn vào cái phần mà mapping time, các bạn đổi lại thành spherical. Spherical có nghĩa là hình cầu, thì sau đó nó mới đúng được. Đấy, bây giờ thì nó mới đúng rồi này các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà mình xoay này, nó cũng coi như là đúng với cái mặt bằng diện tích môi trường xung quanh luôn. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái việc tiếp theo, đó là giảm ánh sáng của nó lại, bởi vì cái map này có vẻ như nó hơi bị sáng. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh ánh sáng ở đây, phần overall multiplier. Các bạn có thể coi như là chỉnh xuống thành 0.3 chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế này. Hoặc 0.5 thôi cho nó sáng lên chút xíu. Ok, là như vậy là xong. Cái phần ánh sáng môi trường của chúng ta đến đây là xong. Chúng ta không chỉnh gì thêm nữa. Thì những cái thứ ở dưới mình sẽ nói ở trong phần animation nâng cao sau. Ở đây thì mình không nói. Rồi, sau khi có ánh sáng môi trường xong, chúng ta sẽ nhận thấy là chúng ta đây cho chung bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần vật liệu của chúng ta. Ví dụ như trong cái đây những cái tai nghe này. Đấy. Ví dụ như thế này đi. Thì làm như thế nào? Thì vật liệu này cụ thể là nó sẽ là màu tím đúng không ạ? Tím hồng, hơi hơi hồng, hơi hơi tím pha lại với nhau. Rồi, và nó có những cái đường vân da ở đây. Rồi, chúng ta và nó sẽ có hơi bóng bóng nữa nhé. Hơi bóng bóng nữa. Có nghĩa là da này da nó hơi bị đánh bóng á. Bây giờ giả sử như bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái màu tím hơi hơi hồng. Ở đây này. Tím hồng đây, ví dụ như thế này. Ok rồi, sau khi mà các bạn chọn màu xong á, có một cái khái niệm nữa mà mình muốn nói với các bạn là UVW. Mình sẽ chọn cái khối box này. Đây là một cái từ ngữ, thuật ngữ quan trọng mà tất cả những phần mềm 3D trên thế giới đều sử dụng. Nó tên gọi là UVW. Thì đây gọi là những cái trục tọa độ ở một cái không gian khác, gọi là không gian hai chiều.
chứ không còn gọi là không gian ba chiều nữa, và nó tương ứng với lại x, y, z. U là x, v là y và w là z. Tại sao nó lại phân biệt như thế này? Thì giống như bây giờ các bạn mà lấy cái bút đi, các bạn vẽ lên một tấm vải, đúng không nào? Xong rồi các bạn lấy cái tấm vải đó, các bạn cắt dán vào cái hộp này, tức có nghĩa là các bạn đang áp vật liệu vào nó, đúng không ạ? Thế thì khi mà các bạn tháo tất cả những cái đường chỉ mà khâu hoặc là dán lại của cái tấm vải đó lên cái box này, thì nó sẽ được trải lên một cái bề mặt, cái bề mặt này phẳng tuyệt đối luôn, thì nó khá là giống cắt may, đúng không ạ? Cắt may ấy, thì người ta cũng phải trải lên một cái mặt phẳng, xong đó người ta mới may lại, chúng ta mới có đồ mặt như thế này. Nó cũng khá là nhiều đường cong, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế lúc đầu nó không hề cong. Thì ở đây á, mình sẽ bật cái gọi là unwrap UVW lên để cho các bạn coi như là hiểu. Bây giờ mình sẽ bật Open UV Editor lên. Ở đây, như các bạn thấy, mình sẽ làm một cái thao tác như là rồi. Rồi, đây là một cái thao tác coi như là mình sẽ nói giải thích sau. Sau đây mình sẽ giải thích. Ở trong cái unwrap UVW ấy, nó cũng có những cái chế độ chọn điểm, cạnh và mặt. Thì ở đây mình sẽ chọn mặt cho các bạn thấy là cái mặt của chúng ta đang ở đâu trên cái tấm trải mặt phẳng này. Ví dụ như cái này nó sẽ ở đây, cái tấm này nó sẽ ở trên đây. Tương tự như vậy, tất cả các mặt khác nó cũng như thế thôi. Thì bây giờ đây chính là những cái tọa độ của tất cả những cái gọi như là điểm, các vertex, các cạnh, các mặt của vật thể được đưa lên đây để chúng ta làm map. Và các bạn có thể thấy cái chữ mà map ở đây nè. Đấy, map. Bây giờ mình sẽ giả sử như mình có một cái bức hình như thế này đi, đúng không nè? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa vào trong cái mặt phẳng UVW này, xem nó sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta bật Material Editor lên. Trong phần diffuse map, các bạn kéo ra, các bạn chọn V-Ray, sau đó các bạn chọn V-Ray HDRI. Ở trong đây á, các bạn double click vào, xong rồi các bạn chọn chỗ ba chấm ở đây, các bạn chọn những cái map mà các bạn coi như là vẽ hoặc tải về đi cũng được. Ok, mình sẽ chọn cái map ở dạng này, diffuse ở đây, một cái map sẵn rồi. Đây này, là mình vẽ bừa bừa á. Rồi, sau đó các bạn áp lên cái vật thể của chúng ta. Chúng ta xem muốn hiện nó lên ở trên viewport á, các bạn click chuột phải, xong đó các bạn chọn Show Set Material in Viewport. Rồi, xong. Ok, bây giờ nó sẽ hiện lên trên vật thể của các bạn. Rồi, bây giờ mình hạ cái này xuống để giải thích cho các bạn biết là tại sao cái số 8 của chúng ta, cái đường số 8 với lại những cái bao xung quanh của chúng ta nó lại được thể hiện ở trên này. Cũng khá đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ chọn cái tester mà mình, cái tester, big tester. Big tester trong cái phần
mát. Các bạn chọn lại cái phần diffuse này. Ok. Đây. Lý do rất đơn giản là bởi vì coi như là cái tấm số cái bức hình của chúng ta, nó sẽ để đúng với cái khung nhìn của cái UVW ở đây. UV nhưng mà không có W, chỉ là UV thôi, nó là mặt phẳng mà. Chúng ta sẽ kiểm tra xem ở đây như thế nào. Ok đây. Cái điểm của chúng ta nằm ở đây đúng không ạ? Chúng ta quét chọn cái điểm đây. Rồi. Cái điểm ở đây nó tương ứng với cái điểm ở đây. Và đúng như vậy, khi mà nó đi xuống một chút xíu á thì rõ ràng là nó đi đến cái đoạn này, cái đoạn này ở đây. Các bạn có thể thấy không ạ? Điểm này cũng vậy. Đấy. Thì nói tới đây thì chắc các bạn cũng đã hình dung ra được coi như UVW map là để sử dụng cho việc gì rồi. Bây giờ giả sử như bây giờ mình kéo cái điểm này ra thì các bạn thấy nó cũng có một cái sự thay đổi nhất định đúng không ạ? Đối với cái UVW của chúng ta thì công dụng hoặc là chức năng mà của Unwrap á là để bạn có nghĩa là các bạn có thể vẽ những cái bức hình mà các bạn muốn. Ví dụ như đây là một tên tên của một cái logo đấy nhé các bạn. Ví dụ như logo là chữ ABCD EFGH đấy. Xong rồi các bạn coi như là áp lên cái vật thể của các bạn, ví dụ như một cái tấm bảng hiệu đi. Đó. Thì cái bảng hiệu đó nó sẽ có cái tên, cái chữ và tương tự các mặt khác cũng vậy. Đó là ý nghĩa của Unwrap UVW. Khá là giống như may mặc vậy. Rồi, tiếp theo, bây giờ mình sẽ tạm thời mình xóa nó đi. Xóa nó đi. Mình sẽ nói về cái gọi là cái UVW map. Đây, cái UVW map. Khi mà các bạn chọn UVW map á, các bạn hãy bỏ chọn cái phần real world map size này đi. Lý do là vì cái dấu tích ở đây á nó tương ương là với cái việc mà các bạn lấy cái tấm tester này ra thế giới thực. Có nghĩa là ở đây á bao nhiêu pixel á thì nó bấy nhiêu là cm, bao nhiêu inch hoặc cái gì đấy. Thì trong này á, trong 3D á nó cũng có cái gọi là cái unit, cái đơn vị. Ở đây là mình chọn cm. Đúng không? Ở trong này mình chọn cm. Thì nếu mà bật cái này lên á thì nó theo cái gọi là thế giới thực. Nên là nó sẽ khá là nhỏ, cái map của chúng ta nó sẽ khá là nhỏ và nó sai. Chúng ta sẽ không muốn điều đó xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái chế độ là box. Cái này là box, nó có sẵn chế độ của chúng ta rồi. Còn nếu như cái bề mặt của các bạn á mà nó không có những cái khối mặc định như thế này á thì bắt buộc là các bạn phải unwrap nó. Là cái modify vừa rồi mình chỉ á là unwrap nó. Giờ mình để box. Thì ở box á, như các bạn thấy là nó chia đều tất cả các mặt ra cho các bạn. Và mỗi mặt này nó nhận một cái tester. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần unwrap để chúng ta kiểm tra xem là tại sao nó lại như vậy. Thì ở đây á các bạn có thể thấy là tất cả những cái mặt của chúng ta. Tất cả những cái mặt của chúng ta nó đều coi như là trùng vào nhau. Như các bạn thấy nó đều trùng vào nhau này, trùng vào nhau. Đấy. Thì đó là lý do mà tại sao các bạn có thể thấy nhiều cái hình số 8 này nó ở trên trên nhiều mặt. Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà mình không có mục đích là nói nó ở đây. Ít nó chỉ giải thích thôi.
Thì bây giờ để cho nó có những cái tỷ lệ 1:1 đúng á, thì ở dưới này á mình cũng phải để nó cho nó cái tỷ lệ 1:1. Ví dụ như là ví dụ thôi, 50 50 50. Đấy. Thì ở đây tất cả nó đều như nhau cả thôi. Đấy. Rồi xong. Thì đó là cái phần mà phần gọi là diffuse map. Là mình đã giới thiệu xong. Tiếp theo là mình sẽ nói về bơm map. Bơm, mình sẽ kéo cái thằng này ra và kéo đưa vào bơm map. Ý nghĩa của bơm map á, có nghĩa là màu trắng, có nghĩa là một, mà màu đen tức có nghĩa là không. Thì tương ứng với các giá trị mà một không như vậy á, các bạn có thể nhấn chữ M, cái tắt đó của Material Editor lên. Thì ý nghĩa của màu cái bấm này á, màu 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 trắng á, tức là nó sẽ giữ cho bạn cái trạng thái coi như là bề mặt ban đầu của bạn. Còn màu đen á, tức là nó sẽ hạ xuống cho các bạn. Thì để coi như là để dễ hình dung hơn á, thì mình sẽ render, mình sẽ có cái góc nhìn cho các bạn dễ hình dung hơn chút xíu. Ok, ở đây á, là mình tăng cái con số này lên hơi hơi quá tay một chút xíu nhé, để cho các bạn có thể hình dung ra được là trắng đen ở trong cái map bơm nó có ý nghĩa như thế nào. Thì ở đây mình sẽ phóng to cái màn hình này lên. Đây, mình sẽ phóng to cái màn hình render này lên. Thì như các bạn thấy là cái số 8 này nó bắt đầu nó bị lõm vào đúng không ạ? Bị lõm vào. Tức là những cái đường màu đen ở đây á, nó giống như là các bạn lấy dao các bạn khứa vậy, nó sẽ bị lõm xuống. Màu trắng là nó sẽ giữ nguyên cái bề mặt hiện tại của vật thể, và màu đen là nó sẽ coi như là nó ăn sâu vào bề mặt của vật thể ở đây á. Tuy nhiên á, nó mình sẽ còn có một cái map cũng tương tự như là map bump, nhưng mà nó sẽ coi như là nó sẽ ảnh hưởng đến cái bề mặt của vật thể luôn, chứ nó không có giữ nguyên cái biên dạng ở đây. Đó là cái map tên gọi là displacement. Thì ở cái map displacement này nó khác với map bump ở chỗ là nó ảnh hưởng lên cái bề mặt vật thể của chúng ta luôn. Thì trong trường hợp này mình sẽ kéo vào map displacement một chút xíu. Thì cái màu mà trung gian á chính là màu xám, màu trắng á thì nó sẽ nâng lên, màu đen á nó sẽ hạ xuống. Thì ở đây các bạn có thể thấy coi như là nếu mình zoom vào cái vật thể này, các bạn sẽ thấy ở một cái góc như thế này đi. Đấy. Nó sẽ cắt cái vật thể của chúng ta luôn. Nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái model của chúng ta luôn. Chứ nó không có đơn giản như là bơm. Thì nếu như mà mình mà đưa vào bơm á, ví dụ như mình đưa vào bơm như thế này á, mình refresh lại, thì các bạn thấy là nó không ảnh hưởng đến cái hình dạng của cái object, và cái map ở đây nó cũng sẽ không có luôn. Đây. Nó chỉ hơi hơi lõm xuống ở đây thôi, nó không hề ảnh hưởng. Các bạn có thể thấy là nó không hề ảnh hưởng đến cái model của chúng ta. Còn về display là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái model của chúng ta luôn.
ứng dụng của cái map displacement này nó là một cái ứng dụng để cho các bạn quay những cái cảnh phim gần, nó hơi có một chút gì đó cần ảnh hưởng đến vật thể một chút xíu. Còn nếu như mà xa xa một chút xíu á, cái camera của các bạn xa vật thể á, thì các bạn có thể sử dụng boom cho nó nhẹ máy. Thế là nó sẽ cái về cái phần cứng mà lấy nhiều RAM á, có vẻ như displacement á, nó lấy hơi nhiều hơn rất nhiều. Boom á thì là thuộc loại là nhẹ nhất rồi, nên người ta chia ra làm hai loại. Thường thì mình sử dụng display này để làm những cái mảng cỏ, những cái thảm cỏ đó, thì nếu mà nhìn gần thì sẽ cần đến display hoặc là một cái modify như là hair and fur mà sau này mình sẽ nói sau. Rồi cái map tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn biết, nó tên là cái map opacity. Đây, map opacity. Mình sẽ refresh này lại. Thì ở cái map opacity này á, như các bạn có thể thấy ở đây này, là những nơi nào mà màu đen á thì các bạn hầu như là các bạn có thể nhìn trong suốt qua luôn. Còn những nơi mà màu trắng á, nó sẽ giữ lại cái màu của cái vật thể, có nghĩa là nó giữ lại vật liệu của vật thể. Thì cái map opacity này á, ứng dụng của nó á, thì thường là mình sử dụng để làm cái lá cây, có nghĩa là sẽ có một cái tester gọi là diffuse ở đây nè, là về cái chiếc lá mình muốn vẽ sao cũng được, lem ra bên ngoài cũng được, nhưng mà sau đó mình vẽ một cái map trắng đen để giống như là cắt vậy á, cái nào mà màu đen á thì mình sẽ cắt nó, cái nào màu trắng á thì nó sẽ giữ lại cái biên dạng cho mình. Rồi thì mình sẽ đổi cái map này thành một cái map khác để cho các bạn dễ hình dung hơn. Mình sẽ chọn cái map opacity. Đây thì các bạn có thể thấy có nghĩa là cái phần mà map này nè, nó có một cái nhô ra ở đây đúng không ạ? Thì tương ứng với lại cái vật thể của chúng ta, nó cũng có cái phần mà nhô ra như vậy. Đấy, nhô ra. Rồi, thì đó là ý nghĩa của cái map opacity. Thì cái nào màu trắng thì nó giữ lại, còn màu đen thì nó xóa đi. Nó sẽ cho chúng ta nhìn một cái vật thể giống như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái tấm nệm cao su của chúng ta. Cái tấm da mà bọc cái tai nghe á. Bây giờ chúng ta sẽ render, chúng ta xem lại cái phim render của chúng ta. Nằm đây. Đây. Thì mình sẽ đi vào cụ thể là cái bọc. Ở đây mình thay cái map này bằng đây, cái map này mình tải về với cái tên là Simplex Litter Tester. Thêm chữ normal vào. Thì có một cái có một cái khái niệm về cái map bơm ở đây á, thì nó có thêm một cái chữ gọi là normal map. Thì ở đây mình sẽ nói cho các bạn biết sự khác nhau giữa bơm map và normal map ở chỗ nào. Nếu như các bạn lên mạng các bạn xem những cái normal map á, thì nó sẽ có khá là nhiều cái khái niệm về nó. Thì với kinh nghiệm của mình á, mình cho mình cũng làm những cái công ty nước ngoài rồi á, thì người ta giải thích đơn giản như thế này. Bump map á là những cái map nó có ghi lại những cái chiều
chiều cao theo phương z, cái trục mà cái trục z á, trục cao á, cao độ á, thì màu đen là thấp, màu trắng á, là cao. Normal map thì không như vậy. Như các bạn thấy thì nó khá là nhiều màu đúng không ạ? Màu xanh, màu đỏ, màu xanh lá cây, nó pha lại với nhau, có một chút màu vàng nữa. Thì cái normal map á, là nó được phát triển sau sau cái phần coi như là cái phần bump map. Thì một cái map normal á, nó sẽ có dung lượng cao hơn là cái map bump, tại vì nó phải lưu lại cái dữ liệu màu màu sắc thì nó sẽ cao hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nó lưu lại những cái thông tin ánh sáng va đập vào vật thể. Thì đối với lại cái mà cái bump map á, ví dụ như cái map trắng đen này nè, thì nó chỉ lưu được cái phương coi như là phương thẳng đứng thôi, chỉ lưu được phương thẳng đứng thôi. Còn đối với cái normal map thì nó có thể coi như là nó lưu được cái bề mặt vật thể đây, thì khi ánh sáng chiếu vào như thế này hoặc ánh sáng chiếu vào như thế này và vật thể của chúng ta như thế này, thì đối với lại bump map á, thì nó chỉ thay đổi cao độ thôi. Còn normal map nó có thể thay đổi nhiều phương khác nhau như thế này. Đấy, khi mà các bạn sử dụng normal map á, thì tất nhiên là nó cũng không có ảnh hưởng đến cái bề mặt của vật thể giống như là displacement đâu. Nó hoàn toàn giống bump map, có nghĩa là nó chỉ cho chúng ta xem cái vật đó nó nhấp nhô như thế nào thôi. Còn chúng ta mà nghiêng quá một chút xíu, khoảng từ 70 độ trở lên á, thì sẽ nhìn cái vật đó nó hơi ảo. Nó hơi ảo ảo một chút xíu, có nghĩa là nó sẽ không có nhấp nhô đến mức này đâu. Nhưng mà normal map nó lại tăng cái góc nhìn của chúng ta lên. Tăng cái góc nhìn của chúng ta lên, có nghĩa là thay vì coi như là bump map á, nó chỉ như thế này thôi. Đúng không ạ? Đó, như thế này thôi. Ví dụ như thế này thì normal map á, nó sẽ tăng cái góc nhìn của chúng ta, có nghĩa là nó góc nhìn của chúng ta nó sẽ tăng lên tới mức này, trong khi bump map nó chỉ ở mức này thôi. Thì do nó lưu lại những cái thông tin ánh sáng nó va đập vào như thế thì tạo cho chúng ta những cái cảm giác thật hơn là bump map. Thế thì trong phim ảnh á, với lại trong game á, thì người ta phân ra rõ ràng. À, trong phim á, các bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì, bump map hay là normal map cũng được. Nhưng mà trong game á, thì người ta sử dụng normal map. Lý do á, là trong game người ta không có đặt nhiều ánh sáng. Ví dụ như ánh sáng ở đây á, là ánh sáng môi trường đúng không? Thì trong game á, người ta hạn chế đặt ánh sáng chứ không phải là không đặt. Hạn chế. Càng nhiều ánh sáng thì game nó càng nặng. Vậy thì làm cách nào để cho cái vật thể nó vẫn phát sáng nhưng bằng ít đèn, nhưng mà nó vẫn thể hiện ra được cái vật thể đó là vật thể coi như là có góc cạnh nhô nhô lên đó. Mà bump map thì phải cần nhiều đèn, còn normal map thì chỉ cần ít đèn hơn. Thì cái việc mà tạo ra cái normal map á, thì mình sẽ hướng dẫn ở một cái phần mềm khác. Nó sẽ tạo cho các bạn một cái map normal. Có nghĩa là giống như ở đây á, là một cái bức tường gạch đi. Thì ở đây á, nếu mà làm thêm một cái tấm poly á, thì nó chỉ là một cái tấm coi như bốn cạnh bốn đỉnh. Ở đây chỉ có một cái poly là bốn cạnh thôi. Tuy nhiên á, để làm được cái map này á, người ta phải xây dựng từng viên gạch một, và mỗi viên gạch này có thể là vài nghìn poly, nó mới có cái độ coi như là nhấp nhô như thế này. Đấy, thì khi mà grab lại nó sẽ ra một cái bức tường giống như ở đây, và sau đó người ta sẽ sử dụng một cái phần mềm, người ta chụp lại từ trên xuống dưới, chụp toàn bộ cái bức tường bằng gạch này. Sau đó người ta sẽ xuất ra một cái dạng gọi là normal map ở đây. Thì khi đó các bạn sử dụng cái map normal này, bây giờ mình sẽ tải cái map normal này về.
Nhất chụp phải lưu với lại. Ok, bây giờ mình sẽ vào với đây. Mình sẽ ví dụ như mình đổi thông số này lại, mình đen hết đi. Bây giờ mình sẽ dẫn đường dẫn vào cái bức tường gạch của chúng ta. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào bấm map. Thì như các bạn thấy ở đây á, như các bạn thấy ở đây nó có một cái viên gạch đúng không ạ? Đấy, hơi hơi ảo chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái IR này trở thành gạch. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái IR mà liên quan đến gạch đá đó. Stone đúng không ạ? Stone. Stone. Silicon, silver. Steel. Không có đá à? Crystal. Ok, nó không có đá thì chúng ta sẽ lấy những cái tương tự vậy. Ví dụ như nhựa đường này, Amphos 1,65, nó có nghĩa là cái mức trên trên chút xíu. Ok. Rồi, bây giờ mình hạ cái bóng này xuống. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái phần bơm này, tăng con số này lên khoảng 100%. Thì ở đây các bạn cũng thể thấy, như các bạn có thể thấy ở đây đấy, mình kéo ra cho các bạn xem. Thì cái bump map, là cái normal map á, thì nó có một cái ưu điểm là nó chi tiết tốt hơn là bump. Thì tới thời điểm hiện tại thì người ta nói như vậy, tại vì cái công nghệ sử dụng normal map nó đi sau, và cái dữ liệu mà của cái normal map nó đã được kiểm chứng bằng những cái game, nó bằng 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 cách làm game, và người ta nói như vậy thôi. Thì mình cũng nói lại như vậy thôi, mà khi mà mình xài thì mình cũng cảm nhận thấy một cái gì đó nó nhanh và nó thích thích thú hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thay vào đó, chúng ta thay một cái vật liệu da đi. Đây thì cái vật liệu da của chúng ta cũng sử dụng normal map thôi, mình cũng tải trên mạng thôi, và việc tạo ra nó thì mình không tạo ra, mà các bạn á có thể coi như lên cái trang web Google á, các bạn gõ chữ liter tester tester, ok, thì nó sẽ ra cho các bạn rất là nhiều những cái tester, gọi là tester nhé. Nếu mà các bạn gõ lên mạng á, thì cái thuật ngữ lúc này gọi là tester, còn nếu các bạn gõ map á thì nó sẽ không có ra đúng cái mà bạn muốn tìm đâu. Thì như mình nói á, mỗi cái danh từ á, mà mỗi cái không gian làm việc của các bạn nó sẽ khác nhau chút xíu,
và ý nghĩa thì nó như nhau. Tester, tester normal. Đó, các bạn cần thích thêm chữ normal thôi là nó ra. Thì không biết là mình lấy ở đâu nữa, mình nhớ nó ở đâu đó, ở đây này. Đấy. Thì các bạn có thể dùng những cái tên như thế này để các bạn tìm theo một cái trình tự là tên các bạn muốn tìm, chữ tester, chữ cái tính, cái đặc tính của cái tester đó. Hoặc các bạn có thể gõ trước chữ normal đây cũng được, không sao cả. Normal. Enter. Cũng như nhau cả thôi. Rồi. Đó là về cách mà các bạn có thể làm được cái vật liệu của cái tai nghe này. Bây giờ thì mình sẽ mở cái tai nghe lên và mình sẽ đi sâu vào trong cái vật liệu của cái tai nghe nó luôn. Ô, bây giờ mình sẽ mở cái open save on. Ok, đây là cái tai nghe của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ bật cái phần coi như là vật liệu của chúng ta lên. Ở đây, ở phía riêng về cái bảng này á, các bạn có thể chọn một cái tab mới, một cái không gian mới để các bạn coi như là làm những cái vật liệu liên quan đến cái các bạn đặt tên. Ví dụ như là mình đặt tên ở cái tab này á, tên là Environment. Và nó gồm, mình nó chứa những cái map environment, có nghĩa là những cái map mà HDRI của mình á, thì mình gom vào đây để làm cái ánh sáng môi trường. Thì ở đây cái view 1 ở đây á, là dành cho object thôi. Thì để chọn cái có một cái cách để các bạn chọn vật liệu trong 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 scene này là bằng cách các bạn nhấn ở cái ống hút ở đây. Ở đây có khá là nhiều vật liệu các bạn. Các bạn chắc không biết, nếu mà các bạn không nhớ thì các bạn nhấn vào cái ống hút. Các bạn hút vật liệu ở cái tai nghe này, nhấp vào. Thì là lập tức là nó di chuyển tới cái màn hình ngay ở giữa luôn. Ngay ở giữa thì trong cái này luôn. Đây. Thì nó sẽ có một cái vật liệu tên là Multi Sub Object. Multi Sub Object. Các bạn có thể tìm thấy nó ở đây. Thì ở đây mình sẽ nói luôn về cái multi sub object này là gì. 1 2 3 4, 4 cái multi sub object. Thì mỗi cái nó đều có mỗi cái vật liệu, như như ở đây là vật liệu Vray skin. Đấy. Vray MTL. MTL ở đây. Rồi. Còn cái này cũng MTL luôn. Và cái này là fast SSS 2. Đây. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái multi sub object trước. Mình sẽ tạo ra một cái box. Box. Box to thế. Với box. Đây. Một cái hình hộp chữ nhật. Mình sẽ tạo ra thêm một cái nữa. Hai cái đi. Ở đây có ba cái. Mình chọn cái đầu tiên, mình convert edit poly. Rồi, sau đó mình attach những cái vật liệu này lại. 1 2. Bây giờ cả ba cái object này là 1. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái phần element hoặc là polygon cũng được. Mình chọn cái đối tượng đầu tiên. Ở đây mình sẽ chọn là, mình sẽ kéo phần phía dưới là Polygon Material ID. Thì cái ý nghĩa của cái Material ID này á, tương đương với cái Sub Object của các bạn. Có nghĩa là ví dụ như ID này mình chọn là ID 1, đúng không? Thì cái vật liệu nào mà áp vào cái vật thể đó có ID 1 thì nó sẽ chỉ nhận cái vật liệu đó thôi.
Bây giờ mình sẽ chọn cái set cái ID này là một một mình enter cái vật cái element cái những cái polygon ở đây á, thứ hai mình sẽ chọn là hai rồi cái thứ ba ở đây á mình sẽ chọn là ba enter. Bây giờ mình sẽ quay lại cái phần mà muốn đi shop object ở đây. Ban đầu thì các bạn có thể cầm kéo thả ra như thế này. Đấy, thì ban đầu mặc định của nó là 10. Các bạn có thể delete bớt đi cũng được. Ví dụ như thế này. Hoặc thêm nó. Đó. Mỗi lần mà thêm nó thì nó sẽ xuất hiện một cái vật liệu mẫu tên là standard. Thì chúng ta sẽ không sử dụng standard. Chúng ta sẽ sử dụng của V-Ray. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử sử dụng cái V-Ray đây. Chúng ta kéo nó thành ba cái. Đấy, ba cái. Ví dụ như thế này. Rồi, cái đầu tiên ta đưa vào cái đầu tiên. Một. Thứ hai. Hai. Và cái thứ ba sẽ vào ba. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái tổng thể của cái chúng ta thoát cái chế độ shop object này đi. Bây giờ chúng ta sẽ áp vật liệu lên cái vật thể này. Bây giờ cái thứ nhất chúng ta chọn nó khoảng màu hồng. Ví dụ thế. Cái thứ hai chúng ta sẽ chọn nó khoảng màu xanh đi. Xanh. Ok. Và cái thứ ba chúng ta chọn nó là màu đỏ đi. Màu vàng đi. Rồi, màu vàng. Ok. Thì cái ý nghĩa của cái shop object này là nên nó là phân chia ra những cái ID mà những cái vật liệu nào mà tương ứng với ID nào thì nó sẽ xuất hiện trên cái vật thể có cái ID đó. Giống như thế này chẳng hạn. Đấy, ý nghĩa của nó rất là đơn giản thôi. Bây giờ nếu như chúng ta quay lại cái object này và chọn những cái polygon này thì nếu như chúng ta thay đổi cái ID ở đây, ví dụ như thay đổi là hai, chắc chắn nó sẽ đổi sang màu xanh. Bây giờ mình enter. Đấy, thì chắc chắn nó sẽ đổi sang màu xanh. Thì đó là cái công dụng của cái material ID. Nó là như vậy thôi. Xong. Giờ chúng ta sẽ quay lại cái tai nghe của chúng ta. Thì tai nghe của chúng ta nó cũng coi như là cũng khá là nhiều cái vật liệu. Thì đầu tiên đó, chúng ta sẽ nói về cái vật liệu sau cái vật liệu MTL, cái vật liệu với ray mẫu này này. Đó, mà hồi nãy chúng ta đã nói. Giờ chúng ta sẽ nói về cái đầu tiên là cái V-Ray skin. Ok, skin ở đây thì ở đây có cái bum tester mà chúng ta xem là nó là cái gì. Nhấp chuột phải vào đây chọn open review nếu các bạn thấy nhỏ quá. Thì nó chính là cái da của chúng ta các bạn, có nghĩa là cái vật liệu thứ nhất này ở cái ID 1 phải không ạ? Ở ID 2 đó chính là vật liệu về cái da của chúng ta mà nó không có xuất hiện ở trên đây. Phải render ra mới biết được. Rồi. Thì trong cái vật liệu skin á, người ta V-Ray người ta làm mẫu cho chúng ta thì nó có những cái ý nghĩa về màu sắc trước đã là nó mô phỏng lại cái màu da của bất kỳ một cái sinh vật nào chứ không phải riêng về con người đâu. Thì nó gồm có ba lớp. Lớp thứ nhất á là cái lớp coi như là lớp cái lớp coi như là cái lớp thượng thượng bì là swallow scattering. Cái chữ mà à rồi.
Wallace scattering thì cái lúc này người ta sẽ không còn sử dụng cái diffuse nữa nha các bạn. Đây, và cái lớp trung bì, cái lớp mà dưới á, medium á, mình hay gọi là trung bì tại vì bì tức là da á. Chứ thực ra đúng của nó, nếu mà dịch đúng là shallow scattering nó có nghĩa ý nghĩa khác. Shallow nông scattering, scattering tán xạ, cái chữ này nó dịch là tán xạ phải không? Scattering đúng rồi. Thì thôi thì cái chữ tán xạ này nó giống như là ánh sáng đi vào mà nó tán ra tứ phía, thì cái ý nghĩa của nó là như vậy. Thì trong khi mà các bạn lấy cái đèn pin đó, mà các bạn chiếu vào tay của các bạn đó, mà cận sát luôn á, thì các bạn sẽ thấy có một cái đặc điểm là cái màu của cái da của các bạn sẽ chuyển sang màu đỏ. Thì đó chính là cái phần sâu nhất bên trong của các bạn là phần máu. Thì skin nó sẽ mô phỏng cho các bạn cái skin, mà vật liệu skin MTL này nè, nó sẽ mô phỏng cho các bạn là phần bên sâu bên trong luôn, các bạn sẽ là màu gì các bạn cũng có thể chọn ở đây đấy. Các bạn có thể chọn màu xanh hoặc màu gì đó, người ngoài hành tinh, hoặc là có một cái màu 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 xanh lá cây chẳng hạn, ví dụ như thì khi mình đổi màu xanh lá cây, thì khi cái cường độ ánh sáng á, mà nó cao quá luôn á, thì lúc đó thì các bạn sẽ thấy cái nước da đằng sau cái ánh sáng của các bạn nó sẽ là màu đỏ ở đây. Thì nó giống như việc mà các bạn đưa cái đèn pin vào á, vào tay á, thì nó sẽ màu đỏ. Còn ở những cái như là phần trên cùng là cái phần mà các bạn nhìn á, ánh sáng chiếu vào đập ngược vào mắt của chúng ta á, thì nó sẽ là màu tím ở đây. Còn cái màu mà tím hơi hơi đậm á, thì là do nó đi vào bên trong á, thì thường thì mình để giống như là cái màu này mà nó hơi đậm chút xíu thôi. Hai á là trường hợp coi như là mình sẽ để đúng giống như cái màu này nhưng mà nhạt hơn chút xíu, đó là chỉ dành trong cái trường hợp coi như là ánh sáng bộ ánh sáng gắt hay là ánh sáng dịu hay là sao đó, thì mình mới sử dụng là đậm hay nhạt. Thì đậm á là mình sẽ sử dụng trong trường hợp ánh sáng dịu nhẹ, còn mà nhạt hơn á là mình sẽ sử dụng trong cái trường hợp ánh sáng coi như là gay gắt, giống như ánh sáng mặt trời vào 12 giờ trưa á, thì mình sẽ làm cái ánh sáng ở đây nó nhẹ hơn chút xíu. Tất nhiên là nó đúng của nó, cái đúng của cái phần mà medium scattering này á là nó phải là màu nhạt hơn cái màu của swallow, chứ không thể nào mà đậm hơn được. Nhưng mà do cái kinh nghiệm làm việc của mình á, mình cảm thấy như là khi mà để cho nó đậm hơn á, mà ánh sáng dịu á, thì nó mới đúng. Thì trong những cái bài giảng mà riêng về skin á, mà về animation mà người á, thì mình sẽ làm rõ cái vấn đề này hơn. Và cái phần mà đó thì mình đang chuẩn bị rất là bài bản và rất là công phu. Nên mong chờ các bạn đón xem cái phần bài giảng đó của mình về riêng về material, skin material ở đây. Còn ở cái phần mà mình giới thiệu về animation của cái tai nghe thì mình giới thiệu về màu sắc thôi, còn những cái thông số ở đây mình sẽ nói sau, mình sử dụng nó như thế nào thì mình cũng sẽ nói sau ở trong cái bài giảng animation nâng cao hơn. Rồi tiếp theo á, thì ở dưới thì chắc cũng như cái mấy cái này là cái phần ốp của cái tai nghe này, cái phần gọi là phần loa đó, thì nó có một cái vật liệu mà mình muốn các bạn chú ý. Nó tên là composite. Thì composite, cái tên của nó thì chắc các bạn cũng đã hình dung là cái gì rồi, có nghĩa là nó phối lại hai cái map của chúng ta, hai cái map, một cái map là màu đen HDRI, cái map này nó là cái lưới ấy để nghe nhạc thôi, để ốp vào cái loa thôi, mình có thể tải trên mạng xuống. Cái thứ hai á là cái vật liệu vari màu, nó chỉ là cái màu đơn giản vậy thôi nè các bạn. Đó, nó chỉ là một cái màu thôi.
Các bạn có thể tìm thấy nó bằng cách nhấp chuột phải vào đây, chọn Map, chọn V-Ray, chọn V-Ray Color là nó đó, V-Ray Color này. Đấy, thì các bạn có thể đổi cái màu ở đây, color ở đây, bất kỳ một màu gì mà các bạn muốn. Ok. Thì ở đây á mình phối cái màu gọi là cái màu trắng đen nè. Màu màu trắng nè với màu đen nè. Phối lại với cái màu hồng thì nó sẽ pha lại với nhau, thì chắc chắn là nó sẽ màu hồng nó chạm vào màu đen đó thì nó sẽ đậm hơn chút xíu đúng không ạ? Màu màu hồng á mà nó chạm vào màu trắng á thì nó sẽ là màu hồng. Thì ở đây khi mình double click vào phần composite, các bạn sẽ thấy là mình để cái chế độ là cái layer thứ hai, tức là cái màu hồng này ở dạng dot color. Dot color thì ở đây á, là nếu các bạn nào mà học Photoshop á, các bạn sẽ thấy nếu mà mình để chế độ dot á, thì nó sẽ hơi đậm một chút xíu, hơi hơi đậm một chút xíu. Tất cả những cái màu mà để chế độ dot thì nó sẽ hơi đậm chút xíu. Các bạn có thể chỉnh về normal cũng được, ví dụ như chỉnh về normal ở đây nè, thì như mình nói á là màu hồng mà chạm vào màu trắng thì nó sẽ ra màu hồng thôi, nhưng mà ở đây mình để chế độ coi như là dot color nó sẽ đậm hơn một chút xíu, có nghĩa là nó giống như hơi hơi hơ cái lửa lên một chút xíu đấy. Ý nghĩa của nó chỉ đơn giản vậy thôi, layer 1 với layer 2. Còn layer mask này là cái gì á thì mình sẽ nói sau. Mask là một cái mặt nạ trắng đen, có nghĩa là trắng thì có mà đen thì không, giống như opacity vậy thôi. Thì ở đây là ví dụ như cái map này đi. Ở đây mình lấy Photoshop lên đúng không nè? Lấy Photoshop lên. Mình tô cái mảng ở đây màu đen, tất cả còn lại màu trắng. Đưa vào đây. Thì cái layer 1 này nè, thì chỗ này nè, nó sẽ không có màu. Mà chỗ này nó sẽ có mù, không không có cái vân của cái loa nữa. Mà thay vào đó là nó sẽ hám một cái màu này luôn vào cái chỗ góc phần tư đó. Ý nghĩa của cái mask nó là như vậy, nó là một cái mặt nạ thế thôi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nói về cái vật liệu Fast SSS 2. Cái số 2 này là một cái bản nâng cấp, cái bản nâng cấp của SSS. SSS viết tắt của cái chữ là Subsurface Scattering. Đây, như các bạn có thể thấy cái tên của nó, Subsurface Scattering Surface, chứ không phải Surface. Xin lỗi các bạn. Ok, thì có nghĩa là cái này là cái nền tảng các bạn, là cái nền tảng của cái skin. Có nghĩa là cái skin á là một cái vật liệu coi như là V-Ray người ta làm sẵn ra các bạn, chỉ để làm da thôi. Các bạn có hiểu không nào? Chỉ để làm da thôi, có nghĩa là nó sẽ tương tác với ánh sáng để cho khi mà chúng ta render ra chúng ta có thể nhìn thấy ồ cái này là da nè, không phải là vật liệu nào khác cả. Tuy nhiên với Fast SSS thì chúng ta có thể linh động hơn, chúng ta có thể chỉnh những cái thông số ở phía dưới này nhiều hơn, có thể tinh chỉnh hơn. Và mục đích của cái SSS ở đây á là có thể làm những vật liệu nhựa, nhựa nha các bạn. Từ đấy, tại vì á, nhựa với lại da á, nó có một cái điểm tương đồng với nhau á. Ví dụ như nhựa silicon đi, mình nói về silicon đi, thì các bạn có thể thấy là khi mà ánh sáng á, nó đi vào á thì cái bề mặt của nó chắc chắn sẽ là cái màu của cái bề mặt rồi, không nói tới nữa, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà cái phần bên trong á thì tùy vật liệu nhựa mà nó có thể đổi màu. Ví dụ như cái này là màu tím đúng không? Thì cái phần mà phần bên trong á mình có thể đổi nó nếu như ánh sáng mạnh quá. Ví dụ như bây giờ mình render thử cho các bạn xem nhé. Mình sẽ render thử cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ render cái phần chắc cắm để các bạn hình dung về cái vật liệu.
SSS2 nó như thế nào. Mình sẽ thử render, mình nhấn Shift Q để render. Thì như các bạn thấy là ở phần giữa của những cái khớp sắt cắm này nó có màu xanh lá cây. Thì bây giờ mình sẽ tạm thời mình render bằng interactive cho nó nhanh. Mình sẽ đổi cái một chút về cái chế độ render. Riêng về cái phần render này á, mình sẽ có bài giảng sau để nói kỹ hơn. Còn ở bài giảng này thì mình sẽ không không tập trung để nói nó. Ok. Thì như các bạn có thể thấy là cái khớp, những ba cái khớp ở đây nó màu xanh lá cây. Thì vật liệu dùng để cho cái những cái nấc này nó là V-Ray Fast SSS2, có nghĩa là Fast Subsurface Scattering. Đây, Subsurface Scattering. Thì cái chế độ mà màu cơ bản á, đúng theo những gì mà những cái màu sắc ở đây á, thì mình sẽ để cái mặc định ở đây đi, thì các bạn có thể hình dung dễ hơn. Được rồi, thì ban đầu á, những màu này nó sẽ giống nhau hết. Thì bây giờ mình sẽ kéo xuống và mình copy nó. Thì các bạn có thể thấy là ví dụ như trong trường hợp là cái màu diffuse ở đây á, nó là màu tím, thì khi mà nó nhận ánh sáng á thì nó sẽ hơi trong suốt một chút xíu, đúng không ạ? Thì đây là cái chế độ màu cơ bản đơn giản nhất cho các bạn. Nếu như mà các bạn không có nhận thêm những cái màu sắc từ các nguồn sáng thì các bạn chỉ cần như thế này là đủ. Ở đây á, trong cái preset ở đây á, thì các bạn có thể chọn những cái loại vật liệu như là da màu nâu, da màu hồng, da màu vàng, nhìn như người châu Á nè. Rồi sữa hoặc là kem, khoai tây, nước, nước cam, rất là nhiều những cái gọi là những cái vật liệu có sẵn cho các bạn mà các bạn không cần phải setting gì nhiều hơn. Thế nhưng mà bây giờ thì mình sẽ nói về cái mà mình đang làm. Đó là tại sao mà khi mà nó nhận ánh sáng á thì nó sẽ có một cái màu xanh lá cây giống hồi nãy, chính là cái này. Thì cái này là mình làm chơi thôi. Mình làm chơi cho nó vui thôi. Thì ở đây á nó gọi là subsurface cộng với lại scatter radius. Và cái scatter radius ở đây á là cái tán sắc màu ở đây, khi mà nó rộng khoảng 2, đơn vị là 2, thì không biết là 2 gì nhưng mà chắc có lẽ là 2 cm. Bởi vì đơn vị mà mình đang để ở đây á, unit setup nè, hiện tại system là 2 cm, là đơn vị là cm. Thì những cái đơn vị ở đây á mà liên quan đến radius hoặc là unit á thì là chắc cũng là 2 cm thôi. Và cái khoảng cách ở đây á thì cái chắc cắm tai nghe là khoảng về là 1 cm, thì 2 cm là cũng hơi rộng rồi. Thì bây giờ giả sử như mình tăng nó lên khoảng 50 đi, cho nó rộng hơn đi. Mình enter nó. Chắc cũng không thay đổi gì lắm nhỉ. Rồi, bây giờ mình giảm nó xuống.
Thì sau khi giảm xuống 0,1 thì các bạn có thấy là cái khu vực tán sắc của nó ít đi, có nghĩa là mật độ của nó bắt đầu nó dày đặc lên và ánh sáng không thể nào mà xuyên qua được. Bây giờ những con số này tăng lên từ 0.5, 0.0, 0.2 trước đi đã, thì các bạn thấy là nó bắt đầu nó le lói lên, nó le lói lên một cái ánh sáng, có nghĩa là cái mật độ tán sắc bên trong á, là cái mật độ của vật liệu á, làm cho cái khả năng tán sắc á càng ngày nó càng được mở rộng hơn, thì nó mới cho ánh sáng chui qua được. Thì mình cảm thấy như để con số 2 là nó phù hợp, tại vì nó làm cho ánh sáng nó chui qua nhiều và nó khá là đẹp. Thì ở đây là mình sẽ giải thích tại sao nó có màu xanh lá cây. Trước tiên á là cái màu tím này là kết hợp giữa màu đỏ và màu xanh xanh dương á, màu đỏ và màu xanh dương. Thì hãy nhìn cái nền xung quanh cái background của chúng ta, rõ ràng là nó là màu trắng và màu vàng đúng không? Thì tạm thời chúng ta cứ hiểu nó là màu vàng đi, vì ánh sáng mặt trời nó cũng là từ màu vàng thôi. Rồi thì khi màu vàng mà cộng với màu xanh dương á thì nó sẽ ra màu xanh lá cây, và màu vàng cộng với màu đỏ thì nó sẽ ra màu cam. Thì màu cam nó lại tiếp tục cộng với cái màu xanh lá cây á, thì do ánh sáng ở đằng sau nó mạnh, nó đủ mạnh để nó có thể đưa ra những cái màu sáng trở nên hóa trắng. Như các bạn có thể thấy ở đây á, có một cái ánh sáng nó cực kỳ mạnh ở đây, nó làm cho cái khu vực ở đây nó trở thành màu vàng chứ không phải màu xanh lá cây nữa. Thì ở dưới này là nhìn rõ màu xanh lá cây. Thì so với màu cam với lại màu xanh lá cây thì màu xanh lá cây có khả năng nhận ánh sáng tiếp tục cao hơn và lấn át luôn cả màu vàng. Đến đây thì nó có vẻ rất là khó hiểu phải không ạ? Tại sao lại như vậy? Nếu bây giờ các bạn lấy bút màu các bạn vẽ không bao giờ các bạn ra, nhưng mà các bạn lấy những cái kính màu á mà các bạn soi dưới ánh sáng mặt trời á, các bạn sẽ hình dung ra được tại sao. Bây giờ mình sẽ nói về reflect và refract. Thì ở trong vật liệu thì có hai cái khái niệm là phản xạ và khúc xạ. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái phản xạ trước, tức là cái reflect. Thì mình sẽ nói về cái màu sắc ở đây. Ở đây là các bạn thấy màu đen là tương đương với việc các bạn tắt nó đi, và màu trắng là các bạn bật nó lên. Thì như các bạn thấy là bây giờ mình chỉnh cái màu sắc á, số màu trắng thì các bạn thấy là nó phản xạ. Nó phản xạ cái môi trường xung quanh. Kể cả cái tai nghe ở đây cũng vậy, nó phản xạ. Thì mình sẽ để màu trắng rồi mình nói. Còn về màu sắc của cái vật thể là cái khối cầu này thì mình có thể thay đổi nó ở trong phần diffuse ở đây. Rồi mình sẽ chọn nó là màu xanh như thế này. Ok. Rồi. Ở cái mục mà mình nói là reflect với refract á, thì nó sẽ liên quan đến cái roundness ở đây, tức là độ nhám bề mặt các bạn. Bây giờ mình sẽ vẽ cho các bạn. Vẽ cho các bạn để các bạn có thể hình dung là cái độ nhám bề mặt này nó như thế nào. Bây giờ mình có một cái bề mặt nó cong như thế này và nó hơi nhám như thế này đúng không ạ? Rồi thì cái roundness này nè, cái roundness ở đây nè, nếu như mình để bằng không á, tức là nó nhẵn nhụi luôn, nó không có độ nhám bề mặt, nghĩa là trơn tru luôn. Còn nếu như mình để bằng một á, mình để bằng một á, một rồi. Thì bây giờ tạm thời mình tắt cái reflect này đi để mình nói cho nó kỹ hơn. Mình sẽ isolate, mình sẽ isolate cái vật thể ở đây. Không cần isolate cũng được. Và bây giờ mình sẽ tạo ra một cái đèn light V-ray, chọn V-ray, chọn V-ray light.
Sau đó là mình bật auto click lên, và sau đó mình chọn cái dạng gọi là dạng sphere. Rồi mình sẽ tạo ra một cái đèn ở đây, ví dụ như thế này. Rồi mình sẽ kéo nó, kéo lên trên đây một chút xíu và hạ cái cường độ nó xuống khoảng 10 thôi. Rồi thì như các bạn thấy ở đây á, bây giờ mình sẽ bảng mở cái bảng Material Editor lên và mình sẽ giải thích. Bây giờ nếu như mình để bằng không là mặc định là bề mặt nó nhẵn nhụi, thì các bạn có thể thấy là cái độ chuyển bóng á, bóng đen á, giữa ánh sáng và shadow á, nó mịn đúng không ạ? Từ màu trắng cho nên nó dần dần nó chuyển sang thành cái màu của cái bóng. Rồi thì ở đây do nó ám cái môi trường thôi, không có gì đâu. Thì nếu như mình để bằng một á, thì nó sẽ phân ra rất là rõ ràng đâu là vùng tối và đâu là vùng sáng. Thì để giải thích cho cái việc này á, thì mình sẽ nói thế này. Thì cái độ nhám bề mặt á, các bạn càng nâng lên á, thì tức là nó sẽ nhấp nhô như thế này, càng nâng lên nó càng nhấp nhô như thế này. Đấy, và ví dụ như đây là giá trị 1 đi, thì khi ánh sáng chiếu vào á, thì cái bề mặt thấp bên này thì nó sẽ đổ bóng ít tới đây thôi, thì bên này nó vẫn sáng. Có nghĩa là từ đây đổ về đây nó vẫn sáng, đây nó mới tối mà nó tối ít, chỗ này nó vẫn 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 trung hòa giữa sáng và tối. Nhưng mà nếu như mà cái khu vực này nè, cái độ nhám bề mặt của chúng ta mà cao quá đó, thì bên này nó sẽ đổ bóng như thế này, có nghĩa là chỗ này nó sẽ rất là tối và chỗ này nó sẽ rất là sáng. Đấy, thì đó chính là cái ý nghĩa của cái roundness, là nó càng tăng lên tức là càng nhám, một vật thể càng nhám thì nó sẽ phân ra rất là rõ ràng sáng tối như thế này. Thì cái ứng dụng của cái roundness này á, thường thì những cái nhà làm phim hoạt hình á, thì người ta sẽ viết ra một cái loại vật liệu, tất nhiên là không 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 dùng VRML rồi, thì người ta sẽ sử dụng một cái loại vật liệu là phân rõ ra sáng tối. Thì khi mà đổ bóng á, thì cái quá trình mà render nó sẽ nhanh hơn và nó giống phim hoạt hình hơn. Đấy, thì cũng dựa trên nền của 3D thôi, nhưng mà giả lập lại thành 2D nhìn có vẻ nó giống hoạt hình. Thì đó là roundness. Bây giờ mình sẽ đưa con số này về không, lên số mặc định. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời mình nói về cái reflect này trước. Trước khi nói về cái reflect thì mình sẽ giảm cái ánh sáng này cho nó, cái radius này nó nhỏ chút xíu thôi. Rồi, nhỏ chút xíu thôi. Và cho nó mình cho nó ra đây. Rồi. Ok. Và mình invisible nó. Mà không cần, cũng không cần invisible, mình sẽ nói tiếp cái phần reflect. Bây giờ mình sẽ bật cái chế độ reflect lên, thì càng tăng về màu trắng thì nó càng phản xạ các bạn. Và cái số 1 ở cái chữ R glossiness này á, có nghĩa cái chữ R này có nghĩa là reflect. Reflect glossiness. Glossiness tức là bóng. Bóng ở đây không phải là shadow, là ý nghĩa là một cái bóng đen, mà bóng ở đây là bóng lượn, là bóng nhoáng á. Có nghĩa là nếu càng tăng cái con số này lên á, thì cái khả năng phản xạ của cái độ bóng này là nó sẽ là cao nhất. Còn nếu như để bằng không, để con số này bằng không, thì tương đương với lại cái reflect này nó đưa về màu đen. Bây giờ mình đưa cái màu đen này về màu đen này. Rồi mình trả cái con số này về bằng một, thì nó tương đương nhau các bạn, nó hoàn toàn tương đương nhau. Thì bây giờ là, thì đó là ý nghĩa duy nhất của nó thôi, ngoài ra không còn cái gì khác nữa. Đây là cái mà các bạn có thể chỉnh được cái độ mức độ phản xạ của vật thể ngoài cái reflect này ra. Thế thì
Ở đây các bạn thấy là cái chữ H closeness này nó đang bị ẩn đi là do nó đang bị khóa lại. Thì mục đích mà người ta làm ra cái này á để coi như là để nó tạo độ chính xác cho cái sự phản xạ của vật liệu, có nghĩa là đúng với thực tế. Chữ này nó viết tắt chữ highlight glossiness, có nghĩa là những là độ bóng nổi bật. Có nghĩa là con số này giả sử như mình để là 0,8 đi. 0,8 thì cái highlight glossiness này nó mặc định nó hiểu cũng là 0,8 luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái mình sẽ đổi màu cái này cho nó đậm hơn chút xíu. Ok, đấy, cho nó đậm hơn chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái Open Review Window này lên để nói cho các bạn dễ dễ hiểu về cái Highlight Glossiness. Về thực tế thì mình cũng không có xài nhiều nó, tại vì mình muốn cái vật liệu mình nó thực tế. Bây giờ các bạn có thể, bây giờ mình bật cái background lên nữa thì nó còn dễ hiểu hơn nữa. Bây giờ các bạn nhìn thấy ở đây, đây là cái vật liệu của chúng ta, nhưng mà cái background của chúng ta là một cái mảng màu mặc định của mask. Thì các bạn thấy là bây giờ mình đưa con số này về không thì nó sẽ không có phản xạ, đúng không ạ? Đưa số này lên một thì nó sẽ phản xạ, đây cái này gọi là phản xạ. Bây giờ mình đưa con số này, bây giờ mình đưa số này là 0,8, 0,8 thì các bạn thấy là nó ít phản xạ đi chút xíu không? Nhưng mà nó sẽ có một cái gọi là cái màu trắng ở đây nè. Thì cái màu trắng này á nó biểu hiện là cái ánh sáng ở bên ngoài tác động vào nó như thế nào, và nó chính là cái gọi là highlight glossiness. Ví dụ như mà cái nguồn sáng của chúng ta nó là khoảng 1 cm đi, thì khi nó chiếu vào cái vật thể đây thì chúng ta giả sử như cái này không phải là quả cầu nhé, mà là một cái mặt phẳng đi, thì chắc chắn là nó sẽ là 1 cm rồi, nếu chúng ta đứng đúng khoảng cách thì nó sẽ tương ứng như vậy, nó phản xạ mà. Thì nếu như chúng ta bật cái chế độ highlight glossiness này lên thì con số này nếu chúng ta muốn đúng thì chúng ta phải gõ đúng 0,8 luôn. Đây mình gõ 0,8 thì nó mới ra đúng, hai con số này nó phải 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 tỷ lệ thuận với nhau. Đấy, tỷ lệ 1:1 với nhau luôn á. Thì người ta tạo ra cái highlight glossiness này để chúng ta giả lập những cái vật liệu mà chúng ta muốn nó khác đi một chút xíu. Thì để giải thích kỹ hơn, mình sẽ vẽ ra một cái bề mặt. Bây giờ mình mới không có một cái bề mặt ở đây, đúng không? Rồi bây giờ giả sử như ánh sáng chiếu vào đây. Rồi, ánh sáng chiếu vào đây. Và nó có những cái thì khi mà một cái nguồn sáng á, ví dụ nguồn sáng là đây đi, nó có giá trị là 1 cm đi. Thì cái vật mà chúng nó phản xạ á, chúng ta sẽ nhìn thấy bằng mắt của chúng ta á, ví dụ nó sẽ ở đây. Đấy. Thì khi mà chúng ta giảm cái highlight glossiness này nè, là chúng ta vô tình chúng ta đã ảnh hưởng đến cái độ nhám bề mặt, chính là cái roundness này, nó sẽ có ảnh hưởng luôn. Và giống như việc chúng ta lấy một cái tờ giấy nhám mà chúng ta chà lên cái bề mặt kính đi, ví dụ như kính đi, hoặc là những cái bề mặt mà phản xạ tốt á, coi như là phản xạ rất là tốt á, thì mình lấy ví dụ như là kính nhé, thì các bạn càng chà nó, có nghĩa là lấy giấy nhám càng chà nó càng nhiều thì con số này nó càng giảm. Nó giảm đến mức mà bạn sẽ thấy được cái nguồn sáng của chúng ta nó ran rộng ra. Lúc đầu nó sẽ như thế này, lúc sau nó sẽ như thế này, lúc sau nữa nó sẽ ra như thế này. Thế tại sao cái nguồn sáng ở trên á thì nó nhỏ, nhưng mà nguồn sáng ở dưới mà chúng ta thấy nó lại to, nó càng to nhưng mà nó không rõ các bạn, mà nó tán màu đều ra. Nghĩa là trung tâm vẫn là sáng nhất, trung tâm vẫn là sáng nhất, còn xung quanh nó sẽ sáng mờ mờ ha. Thì giải thích là đơn giản là ví dụ như cái độ gồ ghề đi, ví dụ độ gồ ghề đi như thế này, ở đây là coi như là không có nè, vị trí này là không có nè, vị trí này là có một chút xíu nè,
Vị trí này là có rất là nhiều. Rồi. Vị trí này là có rất là dữ dội. Đây, cái thang là 1 cho đến 0. Rồi, mình đã vẽ một cái biểu đồ để giải thích. Thì khi mà các bạn để 1 á, khi mà các bạn để 1 á, để 1 nhé. Có nghĩa là điểm cao nhất của nó, điểm cao nhất của nó sẽ là một cái mức coi như là tất cả những cái bề mặt roundness, nên là bề mặt thô á, thô nhát á, nó sẽ không vươn tới được. Và con số này nó chỉ có ý nghĩa từ 1 trở xuống. Nghĩa là 0.99 phẩy mấy 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 á, nhưng mà không được bằng 1. Rồi. Thế thì từ 1 trở xuống á, giả sử như là 0.8 đi, 0.8 đi, 0.8 đi, thì nó tương ứng với cái bề mặt ở đây. Đây, nó tương ứng với bề mặt ở đây. Thì chỉ có những cái bề mặt nào mà nó ở cái ngưỡng 0.8, có nghĩa là cao á, thì nó mới nhận được ánh sáng. Mà cái nguồn sáng của chúng ta nó có cái kích thước như vậy và nó không có lan rộng ra những cái vùng khác. Những cái vùng khác coi như là nó có thô ráp thì chăng nữa thì nó cũng không có phát sáng. Nó nhận nhận vào nhưng mà nó không, chúng ta sẽ không thấy cái độ phản xạ của nó ở đâu hết. Thì con số này giả sử như chúng ta kéo xuống thành 0.5 đi. 0.5. Thì lúc này á là chúng ta vừa nhận được cái thứ nhất ở đây. Và chúng ta cũng nhận được cái bề mặt thô ráp thứ hai ở đây. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhận được hai lần. À, không phải hai lần mà chúng ta nhận được nhiều hơn. Chúng ta nhận được nhiều hơn cái vùng mà nó phản xạ ánh sáng. Và chúng ta sẽ nói là ở đây là cái vùng số 2 ở đây. Đấy. Thì con số này mà càng hạ xuống nữa thì nó sẽ coi như là tất cả những bề mặt trên vật thể coi như là sẽ phản xạ ánh sáng nhưng mà ở cái mức, cái tên gọi là highlight, có nghĩa là nổi bật, điểm nổi bật. Đấy, điểm nổi bật ở chúng ta chính là cái nguồn sáng của chúng ta. Đây, mình sẽ nói ví dụ như cái một, tức là nó cao lắm rồi, nó không có thể nào nó cái nguồn sáng là chúng ta là không có thấy được. Bây giờ chúng ta đạt 0.9 đi. Đấy, 0.9. Thì các bạn thấy là cái nguồn sáng của chúng ta bắt đầu nó mới le lói lên. Đấy, cái kích thước của nó bắt đầu nó tăng lên. Bây giờ chúng ta sẽ để 0.8 thì xem, 0.8. 0.8 thì là mặc định, ở dưới thì cái ground, cái reflection glossiness ở đây nè, nó là 0.8. Thì đây là con số coi như là thực. Ở trên thì cũng là 0.8 luôn. Bây giờ nếu như không muốn thực nữa mà các bạn muốn là cái bề mặt phản xạ của các bạn á vẫn giữ nguyên. Đấy, vẫn giữ nguyên nhưng mà cái nguồn mà cái nơi mà các bạn nhìn mắt vào cái chỗ mà phản xạ ánh sáng á, các bạn muốn cái chỗ đó coi như nó thô ráp hơn chút xíu nữa, nó là ảo á, thì các bạn để 0.3 rồi 0.4 rồi xem. Thì lúc này á các bạn thấy không, các bạn nó tán cái nguồn sáng ra và lúc này là các bạn không thấy cái nguồn sáng nữa, nhưng mà bên ngoài các bạn cũng sẽ thấy là nó sáng lên, có nghĩa là chia đều hết tất cả các bề mặt nhưng mà các bạn vẫn vẫn giữ nguyên cái reflection, vẫn các bạn vẫn giữ nguyên cái reflection. Đây nhớ mình đạt 0.8 nè. Đấy, thì cái reflection ở đây nó không thay đổi các bạn, nó không hề thay đổi, và mình đạt 0.4 nó cũng không thay đổi cái reflection luôn, nhưng mà nó thay đổi cái cách mà chúng ta nhìn cái ánh sáng phản xạ, là nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Rồi bây giờ giả sử như chúng ta khóa cái highlight glossiness này lại và chúng ta chỉ tập trung vào reflection glossiness thôi thì nó tỷ lệ thuận 1:1. Thì giờ chúng ta đạt 0.4 nhá, 0.4. Rồi các bạn thấy không, cái highlight glossiness á là cái mà chúng ta nhìn những cái ánh sáng phản xạ của cái nguồn sáng á, nó sẽ tán ra giống như chúng ta để hồi nãy là 0.4, nhưng mà do cái round glossiness của chúng ta, cái reflection glossiness của chúng ta để 0.4 là lúc này nó không có phản xạ nhiều nữa, nên nó sẽ khác với cái trường hợp hồi nãy. Thì đây mới gọi là trường hợp đúng, có nghĩa là trên dưới giống nhau. Vậy là các bạn phải lóc cái này lại, khóa cái này lại. Đấy, khóa cái này lại thì nó mới có ý nghĩa là thực tế, còn cái nào làm ảo đi thì
các bạn muốn thì các bạn cứ làm thôi, thì nó tùy cái yêu cầu của cái vật liệu của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái subdivide ở đây. Nó ghi là subdiv nhưng mà các bạn cứ đọc là subdivide nhé, tại vì cái tên đúng của nó là subdivide, cái này chỉ là từ viết tắt thôi. Rồi cái con số này á mặc định là 8 nhưng mà nó càng nâng cao thì nó cái chất lượng, có nghĩa là độ sắc nét về phản xạ của các bạn càng tăng lên. Đấy, ý nghĩa của nó chỉ có vậy thôi. Thì khi mà các bạn làm những cái file mà có cái camera cận cảnh và những cái vật thể của các bạn á, ví dụ như cận cảnh vào cái ly đi chẳng hạn, hoặc cận cảnh vào viên kim cương đi, thì con số này các bạn tăng lên thì cái chất lượng render của các bạn nó càng tốt bấy nhiêu. Nên này nó tỷ lệ thuận các bạn, càng tăng càng tốt. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là cái gì cũng mặc định của mask á, nó cũng đã tốt rồi, trừ khi các bạn render cái độ phân giải coi như là 4K đó, 4K hoặc 8K thì có thể tăng con số này lên ở cái mức là 24 hoặc là 48, thì nó render khá là lâu mình bù lại nó ra chất lượng rất là đẹp. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái từ Fresnel Reflection này. Bây giờ nếu như các bạn muốn cái vật thể của các bạn mà nó là gương á, các bạn chỉ cần tắt nó đi. Đây, cái vật thể của bây giờ các bạn nó đã trở thành một cái gương rồi. Các bạn thấy không? Nó phản xạ hoàn toàn luôn. Thì nếu các bạn làm gương thì các bạn chỉ cần chú ý là tắt cái này đi là xong. Hoặc cái nếu các bạn không muốn mà nó tắt đi mà nó xóa hết màu á, mà nó vẫn giữ lại được cái màu diffuse á, thì các bạn bật bật cái chế độ này lên, bật lên nhé. Rồi các bạn tăng nó lên mức cao nhất là 100 thì nó vẫn sẽ ám cái diffuse này lại cho các bạn. Đấy, nó vẫn ám cái diffuse này lại cho các bạn. Bây giờ mình hạ nó xuống chút xíu. Nó vẫn ám đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Có một sự thay đổi vào cái màu sắc đúng không? Nó vẫn có cái màu xanh ở đây nè. Đấy, nó vẫn có màu xanh nè. Bây giờ mình để mình tắt Fresnel đi nha. Đấy, là coi như đây là một cái gương. Gương trong cái gương phản xạ hoàn toàn luôn. Còn đây là một cái gương nhưng mà vẫn ám cái màu xanh. Thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này để làm những cái vật liệu như là những cái nội thất mà nó phản xạ nhưng mà nó vẫn giữ lại cái tính chất của cái vật liệu đó, ví dụ như vàng, đồng, inox hoặc là bạc chẳng hạn. Đấy, thì nó vẫn sẽ giữ cho bạn lại, ví dụ như bạc với inox thì nó vẫn giữ lại một chút màu xám chứ nó không hoàn toàn là nó phản xạ giống như là gương. Gương thì nó cũng là bạc thôi nhưng mà inox á, thì nó sẽ hơi xám một chút xíu. Nhôm cũng vậy, và đặc biệt là vàng nó sẽ hơi hơi ám cái màu vàng lại. Ví dụ trong trường hợp này. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ hơi hơi ám cái màu vàng lại. Thì các bạn có thể sử dụng cái này để làm vật liệu vàng. Nhưng mà vàng được đánh bóng đến mức mà các bạn có thể soi gương, chứ không vàng vàng mà ở cái dạng các bạn mua 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 ở ngoài tiệm vàng đâu. Mua ở ngoài tiệm vàng thì người ta không có đánh bóng. Nên đó. Khi mà đánh bóng bất kỳ một vật liệu nào thì cũng có thể soi gương được. Thì các bạn có thể ứng dụng cái này rất là hay phải không ạ? Thì mặc định của nó là 0.1.6, các bạn muốn đưa về mặc định các bạn chỉ cần nhấn chuột phải vào cái spinner ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ đưa về cái màu của nó, cái màu mình đang 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 làm, tại vì nó phải tương phản với cái bầu trời một chút xíu thì mình mới dễ nói được. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về cái refraction. Refract thì nó chính là khúc xạ. Thì hồi xưa các bạn đi học á, thì có một cái bài gọi là khúc xạ ánh sáng đúng không ạ? Phản xạ ánh sáng và khúc xạ ánh sáng. Thì ở đây cũng vậy thôi. Ví dụ như ở đây chế độ màu sắc là màu đen tức là tắt đi, và màu trắng là bật lên. Bây giờ mình bật lên thì các bạn có thể thấy là cái vật liệu của chúng ta nó bắt đầu như là nó bị đảo ngược cái hình. Thế thì để lý giải cái hiện tượng này mình sẽ nhắc lại cái bài học mà hồi xưa các bạn đi học á, có nghĩa là qua một cái thấu kính, coi như là một cái thấu kính như thế này,
thì một vật ép nó sẽ bị lật ngược như thế này đấy. Thì cái ý nghĩa của nó, cái khúc xạ ánh sáng á, là nó sẽ làm cho mắt của chúng ta nhìn ánh sáng với một cái sai lệch, coi như là một cái sai lệch theo cái chỉ số, gọi là chỉ số khúc xạ ánh sáng. Nó nằm ở đây, IR, Index of Refraction. Nếu như mà cái không khí của chúng ta đang nhìn nhìn xung quanh vật thể nè, cái không khí của chúng ta nè, thì cái chỉ số này nó bằng một các bạn. Đấy, bằng một, các bạn cũng thấy là thấy xuyên suốt luôn, nhìn xuyên qua luôn. Còn nếu như mà mình tăng lên á, ví dụ như 1.1 đi. Đấy, hôm mà tăng tăng ít thôi, tăng 1.001 thôi nha. Rồi, 1.0001 thôi nha. Đấy, các bạn thấy không? Nó có một cái sự thay đổi rất là nhẹ ở đây. Đấy, cho đến khi nào mà cái ánh sáng, cái đường đi của ánh sáng nó bị bẻ cong sau sau khi mà nó đi xuyên qua vật thể, thì một là không khí, thế còn những con số khác thì sao? Các bạn, mình sẽ cho các bạn biết cái tên của cái trang web, tên là pixelandpoly.com. Thì ở cái trang web này á, đây là Index of Refraction Value, giá trị của cái con số của cái refraction này, được sử dụng trong 3D modeling, rendering, animation application. Đó. Thì ở đây các bạn có thể tìm thấy tất cả những cái vật liệu. Hiện tại là cái bảng này có rất là nhiều vật liệu, mà có hầu như là tất cả các vật liệu nào trên trên thế giới coi như nó nằm ở đây hết rồi. Rồi bây giờ là E, tức là không khí bằng 1 nè. Bây giờ thủy tinh, glass 1.5. Đấy, nước đá 1.3. Rượu vodka 1.363. Vàng, kim cương này là 2.418. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử IR, đây là 1.5 đi, 1.5. Tức là thủy tinh. Đấy, rượu vodka 1.363. Đấy. Thì nó hơi méo so với thủy tinh thôi. Rồi, kim cương thì sao nhỉ? 2.418. Đây, đây là kim cương. Bây giờ mình thử mình để là dạng kim cương nhé. Rồi. Thì trong cái này á, cái refraction á, mình tạm thời mình tắt cái reflection đi, cái phản xạ đi, thì mình tập trung mình nói cái kia thôi. Rồi. Ở đây nó cũng có một cái gọi là glossiness. Nhưng mà các bạn chú ý là glossiness này nó sẽ khác với glossiness này ở cái điểm. Nó cũng gọi là cái độ bóng, bóng lượng. Nhưng mà các bạn, cái thông số này nó chỉnh cái độ sắc nét của cái độ bóng trên toàn vật thể luôn, chứ nó không có ở bề mặt. Đó, các bạn có thể chú ý là nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái vật thể luôn, chứ không có ảnh hưởng riêng về bề mặt đâu. Thì khi mà các bạn hạ con số này xuống á, thì các bạn chú ý nếu mà đưa về không á, thì các bạn sẽ render khá là lâu. Máy các bạn mà yếu á, mà render những cái file mà nhiều á, mà đưa con số này về không nè, là các bạn có thể treo máy từ sáng cho đến tuần sau luôn, hoặc có thể văng máy luôn. Tại vì một cái thì không sao, chứ nhiều cái thì khá là lâu đấy. Rồi, nói vậy thôi, chứ thực tế bây giờ mình sẽ hạ xuống khoảng 0.9 để cho các bạn xem cái độ mờ của nó, càng giảm càng mờ nhé. 0.9. Rồi, các bạn thấy không? Nó bắt đầu mờ đi nè. Mình tắt cái này đi. Đấy, các bạn có thể thấy là cái này nó mờ đi. Bây giờ 0.8 thì sao nhỉ? 0.8. Nó sẽ còn mờ hơn nữa cơ. Thì tức là ánh sáng khi mà nó vào vật thể, nó đã bị khúc xạ rồi, nhưng mà nó còn bị chịu cái ảnh hưởng do cái vật liệu đó, nó bị bằng một cách nào đó, ví dụ như trong quá trình tạo ra vật liệu, các bạn sục khí CO2 vào, hoặc là sục khí trơ vào, hoặc là sục những cái khí mà nó sẽ làm biến đổi cái hình dạng của cái vật thể đó. Ví dụ như những cái bóng đèn neon, hoặc là những cái bóng đèn mà công suất lớn á, người ta sẽ sục những cái khí vào thủy tinh để tạo ra những cái vật liệu để nó chịu được cái áp suất bên ngoài, bên trong.
Thì đó là về vật lý thôi. Còn về vật lý hóa học thôi. Còn về vật lý ánh sáng á, thì đơn giản người ta chỉ làm cái con số này cho các bạn hiểu là càng giảm càng mờ thôi. Thế thôi, không có gì đâu, không có gì phức tạp đâu. Các bạn cũng có thể sử dụng cái này để làm những cái kính mà mờ trong nhà tắm á. Đó, thì ví dụ như thế này, rồi là xong. Thế thôi. Để rồi, còn cái sub divide ở đây cũng giống như trên cái sub divide này, càng tăng của nó nên thì nó sẽ càng đẹp. Đẹp ở đây là các bạn nhìn gần đó thì nó sẽ giống thật hơn. Bản chất cái không cái cái con số 8 này á thực tế là nó đã thật rồi. Nhưng mà do một số cái phim mà các bạn khi mà các bạn render ra những cái cảnh mà quay gần á thì nó sẽ bị lỗi ở một cái chỗ là cái chất lượng hình ảnh á nó sẽ bị mờ đi. Bởi vì khi tăng cái này lên á thì cái refraction này nè nó mới rõ nét lên được, càng tăng nó càng rõ, rõ đến mức thực tế luôn. Thì cái này là tùy các bạn, khi mà các bạn render kiểm tra render test á thấy hợp á thì giữ, con số 8 này không hợp á thì tăng lên. Còn nếu mà bạn giảm nó xuống thì nó sẽ render rất là nhanh thôi, rất là nhanh nhưng mà nó sẽ chất lượng không có tốt. Ví dụ mình để một đi thì các bạn thấy ở đây thì có vẻ như rất là khó nhìn đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn render ra những cái bức hình mà lớn, các bạn sẽ thấy 1 với lại 8 với lại 24 nó chênh lệch nhau rất là rõ ràng. Rồi. Còn một cái nữa đó chính là cái APN number. Thì cái chỉ số này nó điều khiển cái sự tán sắc của các bạn. Cái sự tán sắc ánh sáng của các bạn thì con số này mặc định là 50, nhưng mà các bạn mà nhớ lại cái bài học cũ mà hồi xưa các bạn đi học phổ thông á là có cái bài về lăng trụ lăng kính á, là khi chiếu một cái ánh sáng trắng vào cái lăng kính thì nó sẽ tán ra 7 màu đúng không ạ, đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Thì ở đây cũng vậy, giả sử như để con số này là 10 thì các bạn sẽ thấy 5 này. Ở đây các bạn sẽ thấy cái mức độ mà màu sắc nó bị tán ra, bây giờ mình sẽ chờ cho nó render ra, các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái vệt coi như là màu màu vàng ở đây, 7 màu ở đây luôn, nó giống như cầu vồng vậy á. Thì các bạn có thể sử dụng cái số này này thì nó ở đây giống như cái hình này. Đây là cái chỉ số mà tán tán sắc của các bạn đó. Đấy. Thì các bạn có thể sử dụng cái chế độ up and number ở đây, các bạn có thể làm kim cương chẳng hạn. Nó sẽ rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Thì mặc định là tắt đi thì nó không có tán sắc, ánh sáng trắng vào rồi ánh sáng trắng nó ra. Vậy thôi. Ở đây cũng vậy. Ở đây 50 thì nó sẽ tăng lên, nó cái độ sắc nét và cái biên á nó sẽ càng nhiều hơn thôi. Rồi, thường thì chúng ta chỉ để mò 10 thôi là ổn rồi. Thì đó là cái ý nghĩa của cái append number. Đấy. Mình không nên để con số này là 0.9 khi mà nói về append number. Tốt hết nên để 1. Mười vậy. Một. Hai. Một. Các bạn thấy không? Nó có những cái dải màu giống như là cầu vồng ấy, có màu đỏ nè, màu xanh lá cây nè, màu tím nè, màu xanh nè, màu vàng nè. Đấy, thì nó đang bị cái ánh sáng mà chúng ta là ánh sáng trắng nó bị tán sắc các bạn. Nó bị tán sắc. Đấy, nhìn ở đây là tán sắc rất là rõ ràng phải không các bạn? Thì các bạn có thể sử dụng cái chế độ này để làm kim cương. Như vậy cái pha cái scene của các bạn nó sẽ rất là đẹp. Rồi. Thế thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp cho các bạn về cái vật liệu mà
Ở phía cuối đây là cái rắc cắm này. Mình sẽ nói về cái rắc cắm. Đây. Sẽ hút cái vật liệu này. Hút nó. Nó là vật liệu. Đây. Vật liệu của cái rắc cắm. Zoom nó lên. Sẽ zoom nó lên cho các bạn xem. Cái rắc cắm này mình làm là vật liệu mạ vàng các bạn, chứ không phải là vàng. Thì mạ vàng nó khác vàng ở chỗ là nó sẽ mau xỉn màu hơn. Có nghĩa là mau xỉn màu hơn. Mặc dù vàng nó không bị oxy hóa, nhưng mà khi mà các bạn mạ vàng á thì khả năng nó bị oxy hóa cũng rất là cao. Nó tùy loại vàng của các bạn. Đúng không? Không mà không, hầu như là không có ai mà mạ vàng cái rắc cắm này mà lấy vàng thật mà mạ hết. Tất cả nó đều pha với nhau hết, tất cả đều pha lại với nhau hết. Giống như inox ấy. Nói là inox không rỉ nhưng mà nó cũng phân ra có loại inox mà có thể rỉ và inox không rỉ. Đó. Đó thì bây giờ zoom lên. Ok. Để đến đây á, mình sẽ nói cái đầu tiên là cái V-Ray MTL là vật liệu cơ bản bình thường thôi, còn cái này là một cái map boom, một cái map boom thôi, cái map normal được kéo vào boom này. Cái này là mình lên mạng mình tìm là tên là gold normal, thì các bạn cũng có thể gõ cái chữ này lên mạng để tìm cái map dạng này về, thì nó là cái dạng để làm cho cái vật liệu vàng của chúng ta nó sần sùi ấy mà. Rồi trong này mình chú ý đến các bạn những cái chi tiết sau. Thứ nhất là diffuse ở đây á, là mình để màu cam vì đây là mạ vàng chứ không phải là vàng. Thì nó thực tế mà vàng thì nó không có hẳn là, nếu các bạn nhìn thấy vàng thật á thì nó sẽ rất khó nào mà giống như là một cái màu vàng tươi các bạn. Điều đó đều không 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 giống như phim ảnh đâu các bạn. Vàng thật á là nó sẽ hơi ám một chút xíu màu cam các bạn, hơi hơi xíu màu cam thôi. Còn do cái hình ảnh này cam quá là do cái background của chúng ta, cái environment đó, environment của chúng ta là nó bị hơi hơi về chiều nên nó ám vào đây là nó hơi cam. Các bạn có thể chỉnh nó lên giống thế này cũng được, không sao cả. Đấy, chỉnh lên nó hơi hơi sáng lên chút xíu cũng được. Ok. Rồi. Ở phía dưới á là roundness. Roundness ở đây mình để 0.6. Tại sao? Thứ nhất là vàng nó không có bóng. Nếu mà cái vàng mà vàng nguyên chất á thì bản thân nó là nó khó bị bóng lượn lắm. Và nếu như các bạn nhìn vào những cái rắc cắm á thì cắm ra cắm vô nhiều á nó sẽ bị xước. Thì cái xước đó mình để con số là mình nghĩ là khoảng 0.3 thôi. Thì trong cái quá trình mà mình để 0.6 á thì mình thấy nó đẹp hơn. Ví dụ như bây giờ mình để khoảng 0 đi, mặc định đi. Thì coi như là cái phần mà tán cái bóng á, cái bóng đổ đen á, cái bóng đen á thì nó sẽ đều quá. Mà mình thì mình cảm thấy là nó không được đúng lắm. Sau đó mình tăng lên 0.3. Sau đó mình tiếp tục mình tăng lên 0.6. Thì 0.6 dao động khoảng từ 0.3 đến 0.6 là tốt nhất. Thì mình để 0.6 thì là do mình nghĩ là nó bị xước cũng khá là nhiều. Thì mình làm mô phỏng vậy thôi. Đấy, mô phỏng vậy thôi. Rồi, về còn cái reflection này thì tại sao mình lại để coi như là cái reflection này mình để màu vàng. Tất cả những cái vật thể mà khi các bạn chiếu ánh sáng vào á, mà vật thể nó màu gì á thì nó sẽ bật ra cái ánh sáng màu đó. Ví dụ như bạn chiếu ánh sáng vào một cái tờ giấy màu đỏ. Đúng không? Ví dụ thì cái những cái vật xung quanh á nó sẽ ám một cái màu ánh sáng là ánh sáng màu đỏ. Thì tương tự như vàng cũng vậy. Vàng thì nó có màu vàng. Nhưng mà sau đó ánh sáng chiếu vào thì nó phản xạ ra màu vàng. Thì cái này thì không có vật nào để phản xạ hết cho các bạn thấy hết, nhưng mà bản chất các bạn vẫn phải để là không là là màu vàng nhé. Rồi tiếp theo đến cái phần mà glossiness của reflection, phản xạ. Thì vàng coi như là nó phản xạ, theo mình được biết là vàng phản xạ không được tốt lắm. Có nghĩa là
Vàng không phải là vật để coi như là người ta có thể coi như là soi gương được. Mặc dù vua chúa hồi xưa thì dùng vàng để soi gương là chủ yếu, nhưng mà theo cái độ mà phản xạ tốt nhất hiện tại là bạc. Bạc là phản xạ tốt nhất. Sau đó là tới những cái vật như là titan này. Đấy. Còn vàng là đứng ở đâu á? Về cái mức độ phản xạ nó đứng ở đâu, nó không có được bằng vàng bằng bạc đâu. Thì con số này mình đề là 0.9, nó giảm nó đi một chút thôi. Rồi, mặc dù thì nó cũng là kim loại nên để nó 0.9. Còn này trên nó đáng lý ra là mình phải tắt nó đi. Đấy, đáng lý ra là mình phải tắt nó đi. Nhưng mà các bạn biết sao không? Tắt nó đi thì nó là vàng. Nhưng mà mạ vàng á thì nó bị pha những cái tạp chất khác á, thì mình giải thích là khi mà nó pha những cái tạp chất khác thì bản chất của nó là không phải là vàng nữa. Mà nó đã không phải là vàng nữa thì cái tính chất 0.9 ở đây giữ lại để làm gì, đúng không ạ? Thì mình cứ để nó hạ nó xuống 0.6 đi, tại vì nó sẽ pha mà nó sẽ tán cái màu đó ra, tán cái ánh sáng, chứ mình nói lộn. Có nghĩa là nó sẽ bị cái ánh sáng mà chúng ta nhìn phản xạ nó sẽ rộng hơn, có nghĩa là nó bao quát hơn. Thì mình để 0.6 thôi. Thì con số này là con số mà ngẫu nhiên mình chọn thôi, nhưng mà chắc chắn thì nó phải nhỏ hơn 0.9, bởi vì khi pha vào thì không, một là nó bị bằng, một là bằng, hai là giảm, còn nguyên chất thì bao giờ nó cũng bằng bằng con số coi như là Cloxinet hết. Rồi thì đó là ý nghĩa của cái con số này, là mình chọn ngẫu nhiên thôi nhưng mà không bằng 0.9 trở lên. À. Rồi thì cái này mình để mặc này thì mình để mặc định. Ok, rồi bây giờ cái đến cái phần refraction. Refraction ở đây á là mình khúc xạ, thì vật chất ở đây là đặc mà kim loại mà, nên làm sao mà nó trong suốt được, thì làm sao mà mình để cái refraction này được. Thì hai còn cái thông số ở dưới là glossiness nè, thì nó phụ thuộc vào cái màu ở trên. Nếu mà nó đã đen rồi thì chỉnh chỉnh ở đây nó cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. À, nó đâu có ý nghĩa gì đâu. À, không có ý nghĩa gì hết. Rồi, thì còn cái IR ở đây là cái hệ số của cái khúc xạ ánh sáng. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái vàng á, vàng đâu rồi nhỉ, vàng đây, gold 0.47, đây mình để 0.47 là xong. Có nghĩa là đây là một cái vật liệu mạ vàng đã thành công. Thì các thông số này nó chỉ chỉnh như vậy thôi, để ý nghĩa thì mình cũng đã giải thích rồi. Thì còn về một điều nữa mà mình muốn nói với các bạn, đó là những cái BRD ở đây thì nó có ý nghĩa gì. Ở đây là có một cái loại chất liệu, ở đây mình không gọi là vật liệu nữa mà mình sẽ dùng một cái từ gọi là chất liệu. Ở đây á, những cái như gọi là vàng, bạc, sắt, đồng thì nó gọi là kim loại, đúng không ạ? Thì chất liệu ở đây mình gọi là kim loại. Còn vật liệu là vật liệu vàng, vật liệu bạc, vật liệu sắt. Còn chất liệu là chất liệu kim loại. Còn còn loại phi kim á thì nó sẽ có như vải, gỗ hoặc là cao su chẳng hạn, thì nó là phi kim. Thì phi kim là chất liệu, còn vật liệu là những cái tên riêng. Thì nó phải ở tiếng Việt của mình á thì nó cũng khá là giống với tên tiếng Anh. Thì bên tiếng Anh á, cái chữ mà chất liệu á nó gọi là shader. Shader các bạn. Shader, chữ shader nè. Shader là gì? À, các bạn có thể tìm hiểu shader. Ở đây thì nó có một cái định nghĩa là shader là một chương trình đặc biệt viết ra chạy trên các nền đồ họa GPU, tức xử lý đồ họa. Unity Shader là những script phép toán, thuật toán để tính toán màu sắc mỗi điểm ảnh trên render. Thì cái khái niệm này thì mình xin sửa lại. Mình xin sửa lại. Thực tế thì mà nói á, nếu mà các bạn mà hiểu như thế này á thì hiểu theo kiểu của máy móc rồi, với là máy tính rồi, thì mình không 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 nghĩ là nó phù hợp.
mình không 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 nói là nó sai nhé, nhưng mà nó phù hợp ở cái dạng là về cái tên riêng của máy tính, cái kỹ thuật đồ họa của máy tính liên quan đến GPU thôi. Thì shader ở đây á, theo như cái hồi mà mình đi làm những cái công ty nước ngoài á, thì người ta giải thích á, shader là đúng là một cái chương trình, nó là tên của một chương trình viết ra để mô phỏng lại cái chất liệu, cái chất liệu ngoài thực tế, chứ thì đó là tên của một cái chương trình thôi, và nó là thực tên riêng thôi. Thì material, giữa shader và material thì nó có hai cái tên, nó là một là chất liệu, material là vật liệu đó, chỉ vậy thôi. Còn còn shader là gì thì đây đúng là một cái định nghĩa chính xác, không sai đâu các bạn, nó không hề sai. Nhưng mà để rõ hơn về cái gọi là cái vật vật cái mà chúng ta gọi là vật liệu á, thì đây là chất liệu nha các bạn. Thì như mình giải thích hồi nãy á, thì ở đây á, có một cái form tên là chất liệu tên là form clean word và micro faces. Thì ở đây có một cái chất liệu của người Việt Nam của chúng ta, form ở đây là tên của người Việt Nam á, là một cái ông người Việt Nam, ông tên Phong, ông viết ra một cái shader và được sử dụng khá là nhiều. Thì cái Phong ở đây á, các bạn có thể xem, các bạn đợi mình một chút nhé. Đây, ở đây nó có những cái khái niệm về form, clean, word. Rồi, thì ở đây á, nếu như các bạn mà chú ý đến những cái tên ở đây, thì form á, cái chất liệu form á, thường ở đây người ta dùng để làm những cái vật liệu plastic và nhựa. Plin á là cổ rồi. Cái này á, plin á là theo mình biết là nó xuất hiện từ ban đầu rồi, có nghĩa là những vật liệu nào mà đúng với cái ý nghĩa ở đây á, là rất là nhiều loại vật liệu có thể sử dụng cái shader plin. Nhưng mà sau này á thì phát triển lên á, thì coi như là người ta phát triển cái micro faces này, nó sẽ thay thế cho plin luôn. Và nó có một cái ưu điểm là làm kim loại rất là tốt, cực kỳ tốt, làm kim loại cực kỳ tốt. Thì như mặc định của chúng ta là để cái mới nhất micro faces, thì nó vừa làm phi kim được mà nó cũng vừa làm vật liệu kim loại được luôn đấy. Thì nhưng mà nó lại tốt tính, có nghĩa là người ta lập trình nó để cho nó tối ưu cái phần kim loại, thể hiện cái bề mặt nó tốt hơn, tốt nhất luôn, best. Rồi còn cái word, word thì được sử dụng để làm vải. Đây, cloth, vải, vải vóc, may mặc. Rồi. Thì nếu như các bạn nào mà chú ý phải làm vật liệu á, thì các bạn có thể, nếu mà quên á, thì các bạn có thể là lên cái trang web KS Group ở đây nè. Đó, tìm vào cái mục 3D Max, V-Ray, V-Ray thôi cũng được, không cần phải 3D Max đâu. Rồi, thì các bạn có thể tham khảo là những cái này, thì để nhớ thôi, thì nếu quên thì lên thôi. Mình cũng vậy, không bao giờ mình nhớ hết được tất cả những cái thông số hoặc là những cái tên gọi của 3D Max đâu, phải quên và sau đó biết chỗ tìm. Rồi biết chỗ tìm rồi thì mình mới làm được, chứ trên đời này không ai mà nhớ hết được tất cả mọi thứ đâu, thiên tài thôi, có thiên tài thôi. Rồi thì đó là cái ý nghĩa ở cái BRDF ở đây, các bạn thì mình chỉ chú ý nhắc đến các bạn thì vậy thôi. Đúng không? Nếu các bạn làm vải á, thì các bạn chọn Word cực kỳ tốt. Thì cái gọi là Word ở đây, cái phản xạ của nó sẽ không có tốt lắm, mà nó chỉ phù hợp với vải thôi. Còn phong á, là bề mặt nhựa như như mũ bảo hiểm nè, hoặc là chai nhựa nè, đó, hoặc là sách bìa nè, những cái bìa sách nè, đấy, ví dụ như vậy. Còn về cái vật liệu thứ hai, đây, cái vật liệu thứ hai là cái này,
cái gọi là Verey flat, tức là những cái lấp lánh giống như kim tuyến đó các bạn. Bây giờ mình sẽ zoom nó sát vào cho các bạn xem. Cái kim tuyến của chúng ta là những cái hạt lấp lánh ở đây này, các bạn có thể thấy này. Đó, các bạn có thể thấy không? Những cái hạt lấp lánh ở đây. Thì ở đây thì mặc định là mình kéo nó ra thôi, ở đây thôi, ở đây này các bạn. Các bạn chỉ cần cần kéo nó ra là xong. Thì mình chỉnh màu của nó. Thì cái hạt này nó lấp lánh thì thực tế là do cái quá trình mà các bạn làm cho cái rút ra rút vô của cái vật của các bạn á, cái giắc cắm của các bạn á, nó sẽ bị xước. Thì các bạn có thể coi như là làm những cái hạt này để mô phỏng cái điều đó. Đấy. Ở đây có cái glossiness, thì các bạn càng tăng nó thì các bạn nó sẽ coi như là càng lấp lánh thôi. Đây có cái size mình để 0.3, nếu mà mình để 3 thì nó sẽ lớn lên 3, ví dụ như 3. Đấy, thì nó sẽ lớn lên như thế này. Thì đó là cái này khá là đơn giản các bạn. Không có gì phức tạp hết. Nó chỉ có như vậy thôi. Rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ nói về cái Vray Blend ở đây. Có nghĩa là cái vật liệu này là cái vật liệu kết hợp giữa hai vật liệu con là Vray MTL và Vray Flex. Đó. Thì các bạn chỉ cần chú ý là các bạn lấy cái nền. Cái nền là cái vật liệu chính của chúng ta là vàng á, các bạn kéo lên cái phần base 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 material ở đây. Còn cái phần mà phủ á, phủ lên á là cái phần con tiếp, cái phần mà lấp lánh cái hạt này nè, thì các bạn chỉ cần đưa vào cái coat material ở đây thôi, thì nó sẽ phủ lên giống như các bạn đắp kim tuyến mà lên mặt của các bạn á, lên mắt á, mấy cái bạn gái mà sử dụng mấy cái kim tuyến lấp lánh á, mắt lấp lánh á, nháy 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 á. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng cái loại vật liệu Vray Blend ở đây, nó sẽ cho các bạn kết hợp rất là nhiều các bạn, khá là nhiều. Thì về phần vật liệu ánh sáng thì đến đây là mình giải thích thế thôi. Rồi sang phần tiếp theo thì mình sẽ nói về cái UVW. Tiếp theo là phần mà mình muốn nói là chính là phần UVW. Thì tạm thời mình sẽ tắt cái này đi. Phần UVW đó chính là cái mà mình sẽ nói lại cái phần mà áp vật liệu của cái tai nghe này. Thì bây giờ mình sẽ mở cái bảng UVW lên. Thì mình sẽ isolate nó bằng cách nhấn Alt Nhất Q hoặc là ấn vào isolate ở đây. Thì ở trong cái unwrap UVW này á, thì các bạn chú ý là bất kỳ một vật thể nào mà khi mà các bạn áp vật liệu mà có liên quan tới map á, thì các bạn phải chú ý là nó phải đều nhau. Cái map mà áp lên cái vật vật thể của các bạn á, là nó phải đều nhau. Và để coi như là áp chính xác thì các bạn phải sử dụng cái unwrap UVW. Còn những cái UVW như là UVW map hay là UVW map add hay là UVW mapping clear, UVW export thì mình sẽ nói trong những cái model chuyên sâu, có nghĩa là sẽ có những cái phần mà bài giảng về model nâng cao. Thì trong những cái trường hợp cụ thể sẽ có những cái ví dụ về những cái này cụ thể hơn. Còn ở đây á, là mình sẽ giới thiệu về cái unwrap UVW trước, bởi vì cái này khá là quan trọng. Hầu như là tất cả những cái model mà có liên quan đến map thì phải xử lý bằng unwrap là chính xác nhất. Ok. Bây giờ thì chúng ta hãy xem cái tai nghe này. Thì
Cái tai nghe này nó có gồm có những cái thành phần như là cái phần 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 thân nè, phần tai nghe nè, và cái phần gọi là phần phần đệm tai, rồi cái phần loa. Thì bây giờ mình sẽ vào cái trong cái Unwrap UVW á, các bạn tìm cái bảng tên là cái roll out á, tên là Edit UV, và các bạn nhấn vào Open Editor, UV Editor, có thể cho phép các bạn chỉnh sửa các UV của nó. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là mình đã chỉnh sửa cái UV của nó khá là hoàn thiện rồi. Thì để nói lại, nói rõ hơn về cái UVW này, thì U tức là X, V tức là Y và W tức là Z. Thế thì tại sao người ta lại đặt là UVW? Thì giống như là khi mà các bạn lấy kéo, các bạn cắt cái vật thể này ra này, các bạn trải lên cái bề mặt của vật thể. Thì khi mà các bạn trải nó lên cái bề mặt mà để các bạn nó như là áp một cái mask vào để các bạn chỉnh sửa. Ví dụ như trong trường hợp này mình gom hết tất cả những cái polygon này này vào trong một cái khung nằm ở đây, trong một cái khung để các bạn áp một cái map vào. Thì các bạn hãy vào cái mục gọi là arrange element, tức là sắp xếp element đó. Bạn nhấn vào đây, nó tên là nó cái ô vuông thứ hai ấy, là path normalize. Rồi sau khi các bạn nhấn vào xong á, các bạn chọn cái phần mà tester checker ở đây. Ok, để nó áp tạm thời cho các bạn một cái map để các bạn xem. Thì các bạn nhấn F2, các bạn có thể nhấn F2 để nó tạm thời nó bật tắt cái chế độ coi như là cái hình màu đỏ, cái màu đỏ đây để các bạn dễ nhìn. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là nó hơi bị rộng phải không ạ? Hơi bị rộng. Bây giờ để là để cho nó nhỏ lại á, các bạn có thể scale nó. Bây giờ nhấn Ctrl vào, đương chuột vào 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 một cái khung này, nhớ là đang chọn chế độ Freeform Mode nhé. Đưa đưa vào cái khung này, các bạn scale nó. Nhưng mà scale nó nhấn Ctrl để scale cho nó đều. Đây, như mình đang nhấn Ctrl đây, scale cho nó đều. Ok. Bây giờ thì nó đã khá là nhỏ rồi để chúng ta dễ nhìn. Thì như các bạn có thể thấy là cứ mỗi một ô ở đây á, nó sẽ nhận đây những cái polygon ở đây á, nó sẽ nhận những cái ô tester ở đây, nhìn có vẻ khá là đều phải không ạ? Nó đều được như thế này là bởi vì chúng ta đã unwrap nó, đúng. Thì nếu nó không đều thì nó sẽ có những trường hợp như sau. Bây giờ mình tạm thời mình tắt cái phần select by element này đi để chọn cho nó dễ. Rồi mình chọn ở đây, sau đó mình qua đây mình nhấn Z để xem nó nằm ở đâu. Đây, ví dụ như trong trường hợp này mình sẽ chọn hai cái ba bốn bốn cái này đi, mình kéo nó ra một bên. Rồi các bạn có thể thấy lúc này cái bề mặt map của chúng ta nó sẽ bị sai. Các bạn có thể thấy là nó bị sai không? Nó rất là xấu. Và nếu như chúng ta áp một cái map tương tự như thế này mà làm cái map da hồi nãy á, cái map da mà khi mà áp vào cái tai nghe á, thì chắc chắn là nó sẽ bị sai. Nó sẽ bị sai. Nó sẽ sai giống này. Nó sẽ nhăn nheo và nó không có đẹp. Để sửa được cái lỗi đó, chúng ta phải ấn wrap để cho những cái tester, những cái vertex
này nó đều nhau và nó đúng với cái vật thể. Thế thì làm sao để chúng ta làm được điều đó? Ban đầu á, các bạn hãy cứ bật cái UV này lên. Sau đó các bạn vào cái chế độ Polygon. Các bạn chọn cái chế độ là Select by Element. Đấy, nó giống như trong đây nè. Cũng Select by Element thôi. Đấy. Sau đó rồi bạn chọn, ví dụ như là chọn cái phần ốp tai này đi, cái phần đệm tai này đi. Đó, trên này nó cũng cũng có cái phần đệm tai này. Các bạn lôi ra. Các bạn lôi ra như thế này. Rồi. Sau khi lôi ra, chắc chắn là lúc đầu thì nó sẽ không đẹp như thế này đâu. Chắc chắn là nó sẽ không đẹp như thế này đâu. Thì lúc đầu có thể là nó sẽ như thế này. Bây giờ mình đưa nó về cái trạng thái ban đầu đó. Trạng thái ban đầu của nó có thể là sẽ là như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Đây. Đấy. Nó giống là như là nhìn 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 cái trục tọa độ này nè, cái map view này nè. Nhìn sang. Và lúc này là cái UV nó sẽ bị sai. Bây giờ mình sẽ tiến hành sửa nó. Các bạn rất đơn giản, các bạn chỉ cần coi như là cái thứ nhất, cách thứ nhất nhanh nhất, tiện nhất, nhưng mà cũng có nhiều cái rủi ro. Đó là các bạn chọn cái chế độ coi như là trong cái Explore này nè. Explore á, các bạn chọn Flatten by Polygon Angle. Nhấn vào. Lúc này nó đang tính. Rồi. Sau khi nó tính xong á, các bạn sẽ thấy nó sẽ tự động nó cắt cho các bạn. Nó lấy kéo nó cắt cho các bạn cái polygon này và nó hầu như là nó nát bét hết rồi. Đấy. Nó nát, rất là nát. Đấy, như các bạn thấy nó không có hoàn hảo đâu. Thế thì nó sẽ ứng dụng trong cái trường hợp nào? Nó ứng dụng trong cái trường hợp là những cái bề mặt của chúng ta nó ít cong thì chúng ta mới có thể làm được. Ví dụ như cái bề mặt này. Đây. Ví dụ như cái bề mặt này. Bây giờ chúng ta đưa nó về mặc định đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm hai hai phần cho các bạn luôn. Đó là phần ốp tai và cái phần ốp tai và phần thân tai nghe. Đầu tiên mình sẽ làm cái phần thân tai nghe trước. Rồi, các bạn có thể hình dung là bây giờ mình sẽ chỉ unwrap cái này thôi. Và mình sẽ nhấn cái phần chữ break. Có nghĩa là cắt nó đi. Ok, bây giờ thì mình đã cắt xong. Mình có thể mang nó đi chỗ khác. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái công cụ tên là Pale Mod, Pale Map. Nó nằm ở trong cái mục Fill. Đây mình nhấn vào Pale, có nghĩa là mình sẽ kéo ra, kéo căng nó ra. Bắt đầu mình kéo căng nó ra. Ok, bây giờ thì nó đã căng nó ra rồi. Sau khi kéo căng nó ra, các bạn sử dụng cái Relax để bắt vào làm cho nó mượt trở lại. Thì ở đây nó có hai cái chế độ là chế độ Polygon Angle và chế độ Edge Angle.
thì các bạn có thể sử dụng một trong hai cái cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy nó relax ổn thì các bạn ngưng lại. Thì mình không khuyên là các bạn sử dụng chế độ nào, thì các bạn cảm thấy chế độ nào phù hợp với các bạn thì các bạn cứ xài thôi. Trong trường hợp này có vẻ như nó sẽ hơi mất thời gian một chút xíu. Trong quá trình mà máy đang làm á, các bạn cũng có thể đổi chế độ để cho tìm ra cái đường mà nó làm nó phù hợp. Thì cái quá trình mà các bạn sử dụng Pelmot là các bạn coi như là kéo giãn những cái polygon ra để phù hợp với cái tester của chúng ta, nó khá là mất thời gian, nhưng mà bù lại thì nó sẽ cực kỳ là có cái kết quả nó rất là xứng đáng. Thì ở đây á thì chúng ta có thể xem mẫu ở đây, đó chính là rồi mình sẽ xoay nó 90 độ cho nó ngang ngang một xíu nhé. Rồi. Thì các bạn có thể thấy là ví dụ như ở đây đi. Các bạn có thể thấy là cái những cái tester của chúng ta nó khá là đều, và chúng ta đã bỏ công sức ra để kéo nó, thì nó khá là để sửa cái lỗi mà nó hơi cong cong ở đây nè. Các bạn thì vào chế độ vertex tiếp theo mà các bạn muốn sửa cái đường cong cong ở đây nè cho nó thẳng lại á, thì các bạn có thể sử dụng cái shape selection ở đây, các bạn chọn xong rồi các bạn kéo nó xuống cũng được. Ví dụ trong trường hợp này là mình chọn những cái điểm ở đây. Đấy. Những cái điểm ở đây. Sau đó mình chọn vào Shape Selection. Thì như các bạn thấy là cái điểm nó bắt đầu nó lan ra. Các bạn có thể thấy không ạ? Nó lan ra. Và với cái bên này á, nó là một cái ngưỡng, cái giới hạn, cái limit, cái giới hạn. Các bạn càng tăng lên thì nó càng lan rộng ra thôi. Ví dụ như thế này. Đấy, trong trường hợp này. Và các bạn nhấn xoay. Các bạn chỉ cần nhấn xoay. Các bạn xoay nó. Đấy. Di chuyển nó chút xuống chút xíu. Rồi. Sau đó các bạn xoay. Sau đó các bạn di chuyển xuống. Sau khi các bạn làm nó tạm thời nó thẳng như thế này á, thì bước tiếp theo là các bạn hãy quét chọn hết. Sau đó các bạn sử dụng cái relax. Cái relax hồi nãy á thì nó đây. Mở cái bảng này lên và tiếp tục relax nó. Start relax test là 0.1. Thì như các bạn thấy là bắt đầu nó giãn ra giùm cho các bạn. Ok. Thì cái quá trình làm cái unwrap này nó khá là cực. Và
nhưng mà cái kết quả thì lại thu được lại 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 rất là xứng đáng. Thì ở đây các bạn có thể hình dung ra là đây là mình mới có làm có một mặt thôi đấy, thì để unwrap cái tai nghe này thì nó sẽ không có giống như những gì mà mình đang đang làm chút, nó cũng không có một số điểm nó giống thôi. Thì ở đây là bây giờ mình sẽ chọn cái phần bọc cái tai nghe này đây, là nó nằm ở đây. Sau đó là mình sẽ sử dụng cái pale map này một lần nữa. Mình sẽ nhấn vào pale map, mình sẽ start pale nó. Thì mình sẽ dừng lại. Thì như các bạn thấy ở đây nó có một cái điều mà mình muốn nói, đó là bây giờ để làm cho cái công việc nó dễ dàng hơn thì chúng ta nên cắt cái này ra. Các bạn có hiểu ý mình không ạ? Bây giờ là mình sẽ có lấy cái kéo mình cắt một đường ở đây ra, xong rồi mình trải hết nó ra. Thì như vậy thì nó sẽ giống như cái này, thì có vẻ như nó sẽ dễ hơn. Thì để làm được điều đó, mình sẽ vào phần Edge, mình chọn đây, mình chọn double click vào một cái đường, double click đây vào một cái đường, sau đó rồi mình vào cái công cụ là break, đây mình cắt nó ra. Sau khi cắt ra thì mình bắt đầu sẽ tiếp tục cắt nó ra, xong rồi mình sẽ trải nó theo nó. Thì cái cách trải tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn các bạn đó chính là straighten selection. Đây thì đối với cái vật như mà như như thế này á, thì ở cái bài giảng trước thì mình đã nói với các bạn là nó là từ một cái con, đúng không ạ? Từ một cái con. Thì cái con này á, nó có một cái ưu điểm á, là các vertex và các polygon, nói chung là các polygon của nó khá là đều nhau. Đó là lý do mà các bạn có thể sử dụng cái reshape element ở đây. Các bạn chọn straighten selection thì nó sẽ cho phép các bạn trải đều tất cả những cái polygon mà trước đó các bạn làm từ một cái vật thể đều giống như con hoặc là cylinder hay là bất cứ một cái gì đó mà nó tự nó phân tích các bạn nè, nó tự nó phân tích ở đây nó các polygon nó cũng khá là đều. Nhưng mà cái modify glow trước á mình áp vào á thì nó có hơi co giãn một chút xíu thôi, nên nó cũng không có đáng kể lắm. Thì các bạn có thể xem sau khi nó straighten xong á thì các bạn thu được cái kết quả là một cái miếng unwrap khá là hoàn chỉnh. Đấy. Thì ở đây còn một cái mà mình muốn nói nữa, đó chính là cái mật độ của cái unwrap mà chúng ta vừa mới 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 dùng. Thì làm sao để biết được là chúng ta làm đúng? Bây giờ ở cái chế độ mà điểm á, chúng ta bật cái vertex lên. Sau đó chúng ta quét chọn những cái này, những cái ô mà những cái polygon mà chúng ta vừa mới unwrap, chúng ta vào display, sau đó chúng ta show as distortion ra. Rồi cái show as distortion này nó cho phép chúng ta biết là những cái màu xanh á, màu xanh lá cây á, là những cái mà chúng ta làm đúng.
Có nghĩa là khoảng cách polygon á, từ cái điểm này đến điểm này là nếu mà nó màu xanh lá cây á, là đúng, còn màu đỏ là nó sai. Thì hiện tại để sửa được cái điều này á, chúng ta phải scale nó thôi, không còn cách nào khác là phải sử dụng cái phương pháp là scale, scale thủ công, scale tay như thế này này. Đấy, cho đến khi nào mà các bạn thấy tất cả đều là màu xanh lá cây, tức là đúng. Nhưng mà khổ khổ nói là sẽ rất khó để các bạn có thể làm hết được màu xanh lá cây. Thì không nhất thiết là các bạn phải làm đúng, nhưng các bạn tránh trường hợp để cho những cái vertex ở đây này nó xuất hiện màu đỏ giống như thế này. Màu đỏ này, tức là nó bị kéo giãn quá so với cái thực tế của cái polygon ở trên cái hình 3D của chúng ta. Thì như vậy khi mà các bạn áp vào một cái mask vào vật liệu của chúng ta thì chúng ta sẽ bị sai. Tương tự giống như bên này thì rõ ràng là bên này thì nó tệ hơn rất nhiều, khá là tệ. Bên đỏ bên xanh thì chúng ta phải tìm những cái mà xanh nhất chúng ta làm thôi. Chúng ta phải hy sinh những cái đỏ. Ý của mình là phải hy sinh một một phần nào đó, chứ không thể nào mà lấy hết được. Ta chọn lúc để chọn những cái đường thẳng nối tiếp với nó. Đấy là cái quá trình mà các bạn rất là cực phải không ạ? Đây là cái quá trình mà các bạn coi như là để đảm bảo cái UV của chúng ta nó đúng. Thì trong trường hợp này nó vẫn sai ở cái trục thẳng đứng ở đây. Khá là đáng tiếc. Thì có lẽ nó sai là vì nó đang bị bo ép vào như thế này. Nên nó có thể là nó bị sai ở điểm đấy. Nhưng mà mình nghĩ là không 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 quan trọng đâu. Bởi vì trong trong Unwrap á thì có hai trường hợp xảy ra như thế này. Đó chính là những vùng mà các bạn camera không nhìn thấy và những vùng mà camera nhìn thấy. Thì các bạn nên ưu tiên làm những cái vùng mà camera nhìn thấy. Còn những cái vùng mà camera không nhìn thấy á thì các bạn cũng không nên mất thời gian để vào nó quá nhiều. Bởi vì dù gì thì camera cũng không nhìn thấy. Ví dụ như trong trường hợp này mà camera có nhìn thấy thì sao? Nó có nhìn thấy nhưng mà do nó bị nhỏ quá, nó nhanh quá, chỗ này nó nhanh nheo quá. Thì thực tế thì không cũng không 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 nhất thiết phải phải làm đúng. Thì cái này là cái unwrap mặc định của mask thôi. Thì nó khá là kém ở trong cái mục mà unwrap này. Thì theo như mình tìm hiểu á thì nó có một cái phần mềm tên là Unreal cho 3D Max. Thì cái phần mềm này thì hồi trước mình cũng có xài demo rồi. Nó khá là dễ xài.
và nó unwrap cho chúng ta khá là đẹp. Và nói chung là thao tác thì do cái này là bỏ tiền nó mua, thì hoặc là các bạn có thể sử dụng cái demo nó để xem nó có đáng mua hay không. Thì theo mình thì mình đã thử nghiệm thì cái Umbrella này á nó khá là tốt, tức là nó hoàn toàn nó unwrap cho chúng ta một cái unwrap cực kỳ đẹp luôn, và chúng ta không phải khổ sở coi như là phải ngồi canh chỉnh như thế này đâu. Thì nhưng mà các bạn cũng có thể thấy là sau khi cái quá trình mà chúng ta unwrap á, là chúng ta bật lại cái unwrap, sau khi cái quá trình mà chúng ta unwrap á thì cái kết quả mà chúng ta thu được á nó cũng khá là mỹ mãn, chứ không phải là không 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 được. Thì sau khi chúng ta unwrap á thì cái kết quả mà chúng ta thu được á thì nó phải phù hợp với cái tester mà chúng ta dùng trong cái vật liệu đấy. Cụ thể trường hợp này là cái tấm đệm cao su của chúng ta. Bây giờ mình sẽ mình sẽ áp cái mình sẽ hiện cái này lên giờ mình sẽ thay đổi cái kích thước của cái map này. Để cho các bạn có thể xem là cái unwrap của chúng ta nó đúng hay không. Nó có phù hợp với cái map của chúng ta hay không. Thì ở trong cái phần map này các bạn double click lên á, nó có cái mục gọi là tiling. Thì tiling nó giống như scale vậy. Thì bây giờ chúng ta hãy thử scale nó càng nhỏ càng tốt thì xem. Những con số này càng tăng thì cái độ mịn của chúng ta, cái kích thước của chúng ta nó sẽ càng nhỏ lại, nó tỷ lệ nghịch một chút xíu. Thì như ở đây á, các bạn có thể nhìn thấy vừa rồi chúng ta unwrap á, nó khá là chính xác rồi. Đấy, các bạn có thể thấy đây, những cái đường nét nhăn ở đây hoàn toàn nó kể cả cái đường mà nối ở đây cũng chúng ta cũng vậy, hoàn toàn coi như là không có lỗi. Đấy, thì quá trình unwrap của chúng ta là nó như vậy thôi. Các bạn cũng không cần phải cầu kỳ đến mức là như phải thẳng băng đâu, không cần. Bởi vì nếu như các bạn có thể tìm hiểu những cái unwrap khác thì các bạn cũng sẽ thấy nó không bao giờ đều đâu các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm, sau khi các bạn làm á, các bạn cứ đưa cái map của các bạn vào, nhấp chuột phải. Sau đó chọn Show Set Material in Viewport và kiểm tra. Nếu mà hợp lý rồi á thì chúng ta ngưng lại, bởi vì á chúng ta làm phim thì cái khoảng cách camera, tức là khoảng cách mắt người á tới vật thể á, thì trong một khoảng cách nào đó chúng ta sẽ không có nhìn thấy những cái chi tiết nhỏ. Và đó chính là những cái lợi thế mà khi chúng ta làm phim, chúng ta phải dựa vào khoảng cách của camera. Thì trong cái bài này thì mình coi như là đã hướng dẫn cho các bạn sơ về cái khái niệm unwrap, để cho các bạn có thể hiểu là khi mà các bạn làm vật liệu á, các bạn lấy những cái tester, những cái map ở trên mạng về á, thì các bạn sẽ phải sửa cái UV của nó như thế nào. Thì mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn là làm UV từ những cái bề mặt coi như là trơn tru mà nó chỉ hơi cong chút xíu thôi thì nó sẽ như thế nào. Còn những cái mà bề mặt coi như là siêu cong như thế này, hơi hơi lượn sóng nhấp nhô như thế này thì cần phải làm những gì, mình cũng đã trình bày hết.
Thì còn cái quá trình mà các bạn có làm đẹp hay không á, nhưng mà mình đã unwrap cái tai nghe này thì mình đã phải mất ít nhất là 3 tiếng các bạn, có nghĩa là vừa ấn nút vừa ngồi chờ không á, và làm á thì ít nhất cũng phải 3 tiếng cho cái tai nghe này thì nó mới coi như là nhận những cái map của mình nó chính xác được. Thì mình chúc các bạn là phải kiên trì, và kiên trì thì các bạn chắc chắn sẽ thành công, vì unwrap rất cần sự kiên nhẫn của các bạn. Còn nếu không thì theo kinh nghiệm của mình cho tới thời điểm hiện tại thì các bạn cứ bỏ tiền ra các bạn mua cái phần mềm này đi, bởi vì nó khá xứng đáng đối với các bạn, bởi vì phần mềm này nó sẽ tiết kiệm cái thời gian cho các bạn. Nếu là các bạn có hai lựa chọn, hoặc là các bạn nâng cao kỹ năng, hoặc là các bạn bỏ tiền ra các bạn mua những phần mềm mà những lập trình viên coi như người ta đã làm sẵn cho các bạn rồi, thì giá cũng chỉ khoảng 3 triệu thôi, chứ không cũng không đắt lắm đâu. Thì đó là lời khuyên của mình. Đấy, thì trong phần tiếp theo mình sẽ đề cập đến cái phần render, tức có nghĩa là sau sau những cái bài giảng trước á là về phần modeling, tức là phần dựng hình. Thì các bạn bây giờ các bạn đã học được về tiếp theo những cái bài đó là về animation, sau đó rồi các bạn học về camera, tiếp theo đó là bài về vật liệu ánh sáng, rồi cơ bản thì đến 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 cái bài này là cái bài gọi là unwrap, là để sửa vật liệu. Thế là các bạn làm vật liệu xong thì các bạn có những thứ các bạn phải sửa, thì cái bài này mình cũng đã trình bày sơ về unwrap. Còn sau này có những cái khóa học về model chuyên sâu, nghĩa là nâng cao á, và những khóa animation nâng cao, và những khóa về làm về vật liệu nâng cao, thì mình sẽ nói kỹ hơn, sâu hơn và cụ thể hơn để cho các bạn có thể học. Còn về những cái bài giảng sau này của cái khóa học animation cơ bản thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phim render. Render làm thế nào để cho ra một bộ phim đẹp, hoàn chỉnh, và nếu như nó có xảy ra lỗi thì phải sửa lỗi như thế nào. Thì đó là nội dung của bài giảng tiếp theo.